all electric vehicles need to be charged. With the growing market of electric vehicles, the industry has put forward more requirements for the performance of charging piles. Luckily, the emergence of 1200-volt cool SiC MOSFETs has improved the charging pile industry to make the charger smaller, faster, and more efficient. Let's start by seeing Infineon's power solution positioning for EV charger today. As you can see, 1200-volt cool SiC MOSFET discrete solutions are suitable for almost all power ranges. So, why are electric vehicle charger applications quickly adopting 1200-volt silicon carbide MOSFETs? One of the main reasons is topology simplification, both in AC-DC stage and DC-DC stage. In DC-DC stage, there has been a move from two cascaded interleaved LLC topologies that use 650-volt silicon components to the implementation of single full bridge LLC solutions. With a 1200-volt SiC MOSFET DC-DC in a full bridge LLC topology, part count is reduced by 50%, thus enabling two inverter stages with the same footprint. We can also simplify the design effort by using a simple topology. An example of this is that a four-piece 1200-volt silicon carbide cool SiC MOSFETs can replace the eight-piece 650-volt silicon MOSFETs. In AC-DC stage, it is the same. By using silicon carbide MOSFETs, a three-level topology can be replaced by a two-level topology, which translates into higher efficiency with just half of the number of devices. Finally, this makes it easier to fulfill requirements on fast charging cycles by increasing output power and high power density. Ultimately, with the change of technology, there is also a reduction of engineering costs. Cool SiC MOSFETs are less temperature dependent than silicon MOSFETs. Even with the same drain source on resistance, the conducting loss will decrease due to the voltage drop reduced at working temperature. The 1200-volt cool SiC MOSFET also has a smaller output capacitance, COS. This means that less discharge time is needed during the transient period when the current changes from the MOSFET to the diode. Therefore, we can set a smaller dead time to get a smaller diode conducting loss during the transient period. So, by using 1200-volt cool SiC MOSFETs, we definitely achieve a loss reduction. Let's now go through the key advantages of silicon carbide MOSFETs in a bidirectional charger. Unlike the IGBT that needs to integrate an extra full-rated diode, cool SiC MOSFETs can conduct reversely with full power. In the graphic, you can see the body diode with positive gate voltage, where the forward voltage is much lower than the one that is not gated. Therefore, synchronous rectification can be used on the reverse conducting quadrant to overcome higher forward voltage of the body diode and get less conducting losses without extra diodes in parallel. Based on a use case example of a 30 kilowatt EV charger, silicon carbide based semiconductors can have a higher conversion efficiency due to a 50% components reduction and power increase, as well as to its modular designs, which upgrade system power and voltage levels on demand. Also, they allow reducing the size and weight of the charging stations, increasing the ratio of resources used per kilowatt installed. Finally, they simplify the topology in order to reduce the design effort. Hopefully this video was interesting and provided you some hints on 1200-volt cool SiC MOSFETs in an EV charging application. Xin chào các quý vị đại biểu đang xem cái chương trình webinar lần thứ 23 của Hiệp hội Điện tử Công suất Việt Nam. Tôi là Nguyễn Xuân Hiếu, hiện đang làm nghiên cứu viên tại Đại học thành phố Tokyo, Tokyo City University, và rất vui là được sự tín nhiệm của VPEC trong cái webinar lần này để cho cái cơ hội để chia sẻ những cái hiểu biết của tôi về cái việc sử dụng xe điện trong việc cung cấp các cái giải pháp sử dụng điện. Thì chủ đề của cái bài nói chuyện của tôi thì nó hơi khác một chút so với cái chủ đề đã giới thiệu bởi tiến sĩ Ngọc, thì chủ đề của chúng ta sẽ tập trung hơn vào cái việc mà tận dụng cái kỹ thuật điều khiển
của biến tần mới là VSG, tức là nhà máy điện ảo, vào trong cái việc mà nâng cao cái những cái đóng góp, những cái contribute của cái xe điện trong việc cung cấp các cái giải pháp phụ trợ cho hệ thống lưới điện. Thì cái bài nói chuyện của tôi sẽ bao gồm 4 phần. Thứ nhất thì tôi sẽ đi rất là nhanh trong cái việc mà chúng ta nhìn lại cái việc nhìn lại cái thị trường của xe điện, và chúng ta sẽ nhìn quanh về việc tổng quan đã có bao nhiêu cái dự án liên quan đến V2Grid ở trên thế giới, và mức độ của những dự án ấy thế nào, và cái mức độ triển khai ra làm sao. Đấy là cái phần thứ nhất. Đến phần thứ hai thì tôi sẽ tập trung hơn về cái việc mà chúng ta sẽ kết hợp giữa việc sử dụng xe điện và cái kỹ thuật điều khiển mới ở trong biến tần để contribute more cho cái hệ thống điện của chúng ta. Và cái thứ ba nữa, tôi xin phép đây là câu rất tốt, và xin phép giới thiệu về những cái nghiên cứu về V2Grid và VSG ở cái phòng thí nghiệm nơi tôi nghiên cứu. Và đây tôi nghĩ rằng đây là một cái địa điểm rất là tốt để cho các cái sinh viên, các cái nhà nghiên cứu tiềm năng sắp tới đây sẽ tham gia các cái khóa học và các khóa nghiên cứu để có thể tham gia vào nếu mà bạn muốn thực sự muốn nghiên cứu về xe điện cũng như là điều khiển biến tần. Và cuối cùng là một số cái kết luận cho những cái mà tôi sẽ trình bày ở trong 3 phần trước. Nhất thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là một cái nhìn rất là nhanh về cái thị trường lưới điện và các cái Vâng, xin lỗi anh Hiếu, là bên phía anh có rất nhiều cái noise, anh xem có thể isolate các cái noise ấy được không ạ? Cái nhiễu ấy, rất là nhiều cái nhiễu trong cái phía phòng của anh. Vâng. Mọi người nghe rõ chưa? Chắc là tiếng ve đấy. Nhà mà bây giờ thì rõ hơn rồi ạ. Vâng. Ngay cạnh cửa sổ nhưng ve kêu hơi nhiều. Vâng, cảm ơn anh, giờ rõ rồi. Vâng. Xin mời anh tiếp tục ạ. Vâng. Thì thứ nhất là chúng ta biết rằng là tại sao chúng ta lại sử dụng xe điện, thì theo quan điểm của tôi thì có 2 lý do chính thôi. Thứ nhất là chúng ta nhằm đến mục tiêu là chúng ta giảm cái phát thải hiệu ứng nhà kính bởi cái khí carbon dioxide. Thì ở đây chúng ta dựa vào nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là có 2 cái viễn cảnh xảy ra, là cái viễn cảnh mà chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta trong trường hợp mà viễn cảnh tốt nhất là chúng ta có thể giảm được khoảng 80% cái lượng khí thải phát ra gây ra hiệu ứng nhà kính nếu mà chúng ta sử dụng xe điện. So với lại việc sử dụng các cái phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống, ví dụ như là ga hay là dầu diesel chẳng hạn. Và trong một cái viễn cảnh mà nó kém sáng sủa hơn và kém hấp dẫn hơn, thì chúng ta cũng vẫn có thể là dựa vào đây chúng ta có thể giảm được là khoảng 22% cái lượng phát thải nhà kính gây ra khi mà chúng ta sử dụng xe điện, tức là cái lượng phát thải nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Đấy, thì đấy là cái nguyên thứ nhất chúng ta, và hầu hết tất cả các cái nhà lãnh đạo và các cái nước trên thế giới chúng ta đều phải đồng tình với cái nhu cầu này rất là bức thiết, vì chúng ta thấy rằng là cái biến đổi khí hậu nó đang gây ra những cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng trên toàn thế giới. Và cái lý do thứ hai mà tại sao chúng ta sử dụng xe điện đó chính là căn cứ vào cái mức độ mà tổn hao năng lượng mà chúng ta có. Thì so với các cái dòng xe mà số điện đầu tiên sử dụng các cái nhiên liệu hóa thạch như là sử dụng xăng ga chẳng hạn, thì chúng ta có một cái lượng tổn hao năng lượng đó chính là tầm khoảng gần 90%. Trong khi đó nếu mà chúng ta sử dụng cái xe mà chạy hoàn toàn bằng điện, chúng ta thấy rằng là cái lượng tổn hao nó giảm xuống rất là nhiều, rất là đáng chú ý, nó chỉ khoảng 33% thôi. Thì tại sao chúng ta lại so sánh cái này, bởi thực tế chúng ta thấy rằng là gì, cả xe điện lẫn xe truyền thống chúng ta đều lấy năng lượng từ một cái nguồn chung, đó chính là các nhiên liệu hóa thạch, nhưng mà ở dưới các dạng khác nhau. Nhà xe truyền thống thì chúng ta lấy trực tiếp, nhưng mà xe điện chẳng hạn thì chúng ta lấy dưới dạng là năng lượng điện. Và cái năng lượng điện này chúng ta đã được tất nhiên là nó cũng xuất phát từ cái nhiên liệu hóa thạch thôi, nhưng mà trải qua quá trình biến đổi lượng, chúng ta thấy rằng là cái việc mà tổn hao năng lượng nó giảm xuống rất là nhiều. Thì đây là một kết quả nghiên cứu đã được rất nhiều cái bài báo đề cập, và tôi muốn là nhấn mạnh lại đây là một cái lý do mà cái xe điện nó trở nên hấp dẫn đối với lại những người làm chính sách cũng như là cái hệ thống điện rồi cũng nhà vận hành nói chung. Thì chúng ta có một cái nhìn nữa về cái thị trường điện, thì tất nhiên là Tiến sĩ Khải đã trình bày rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn quay lại cái này. Chúng ta thấy rằng là gì, từ năm 2010 cho đến năm 2020 thì không kể là vùng miền và không kể là cái loại xe mà chúng ta nói đến, ví dụ như là loại xe tải nhẹ, tải nặng, hay là xe dùng cho vận tải công cộng như các cái loại xe buýt, hay là xe dùng trong các cái hãng vận tải nặng, thì tất cả các vùng miền rồi tất cả các loại xe điện, chúng ta thấy rằng là gì, chúng ta đều có một cái xu hướng chung, nó chính là từ 2010 đến 2020 thì tất cả cái mức số lượng xe bán ra cho thị trường nó đều là tăng lên. Đấy, thì ở China, ở Europe, ở United States thì tất cả các thị trường chúng ta chứng kiến một cái xu hướng tăng của cái thị trường về xe điện.
Thì lý do chính cho cái việc mà tăng trưởng này nó xuất phát từ hai cái campaign mà tôi đã nhấn mạnh ở đây, đó chính là cái EV30 campaign. Và cái này thì nó được khởi động vào năm 2017 và được sự đồng ý của khoảng 14 nước, và những cái nước mà chủ chốt thì chúng ta đã có trong danh sách ở đây. Chẳng hạn ở đây thì hiện tại chúng ta đang có hai co-list country, đó chính là Canada và Trung Quốc, và những thành viên tham gia rất là tích cực, ví dụ Nhật Bản và các cái nước châu Âu. Và cái campaign thứ hai là chính là cái campaign mà Drive to Zero campaign, và cái này thì nó đã khởi động vào đầu năm 2020, thì giúp là các cái chính phủ đưa ra các cái hỗ trợ công nghiệp để cho các cái stakeholder họ có thể là đứng cạnh nhau và đưa ra các cái giải pháp mà hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để thúc đẩy cái việc mà cho cái việc sản xuất và sử dụng cái xe điện ở trong cái đời thực của chúng ta. Đấy. Thì nhờ hai cái campaign này chúng ta có một số cái action, chẳng hạn như là chúng ta có GFF 7 Global Program on Electric Mobility. Thì cái này nó sẽ khởi động vào cái nửa cuối năm 2021, tức là năm đang trong năm của chúng ta đây, để cho đưa ra những cái hỗ trợ cho những cái nước mà có cái thu nhập thấp và trung bình để tăng trưởng cái thị trường điện, thị trường xe điện này lên. Và tất nhiên cái project này nó sẽ là một cái 5-year project. Và một cái action thứ hai đó chính là cái EVI Global EV Pilot City Program. Thì cái này nó start vào năm 2018, thì để xây dựng một cái mạng lưới bao gồm 100 thành phố, và 100 thành phố này sẽ là cùng nhau đưa ra những cái cùng nhau thực hiện những cái project và đưa ra những cái đánh giá để góp phần để có một cái nhìn tốt hơn về cái việc mà sử dụng xe điện nói chung và nói riêng, trong cái việc mà cung cấp những cái công cụ hỗ trợ cho vận hành lưới điện. Tất nhiên là khi mà chúng ta có một sự tăng trưởng về thị trường xe điện như vậy, thì tất nhiên chúng ta vẫn cũng có sự tăng trưởng kéo theo nhu cầu về battery. Thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là sự tăng trưởng này rất dễ nhìn thấy được trong từ năm 2020, 2030 ở rất nhiều cái thị trường và rất nhiều các cái loại xe khác nhau, rất nhiều loại xe khác nhau. Đấy. Và mặc dù là chúng ta có một cái viễn cảnh rất là sáng như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng là chúng ta còn tồn tại 5 cái trở ngại chính để cái việc mà chấp nhận xe điện đối với người dân, đối với cái người tiêu dùng nói chung đến bước chân được thì còn rất là khó khăn. Chẳng hạn như đây chúng ta thấy rằng là có trong 5 cái này, 5 cái lý do này thì có 4 cái lý do này chiếm cái tỷ trọng lớn. Ví dụ chẳng hạn như là cái việc mà chúng ta thiếu các cái chạm sạc, hay là chúng ta thiếu các cái loại xe điện mà chúng ta cần. Đấy. Hoặc là cái giá thành, tất nhiên là cái giá thành mà cho một cái xe điện này hiện tại nó vẫn là tương đối cao. Và tất nhiên là cuối cùng chúng ta có một cái thách thức nữa, là thách thức mà làm sao chúng ta vận hành kết hợp cái xe điện với các cái lưới điện hiện tại nó một cách có hiệu quả và kinh tế. Thì đi cùng với lại các cái thị trường trên thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng có cái sự phát triển về công nghệ sạc điện và các cái tiêu chuẩn trên thế giới. Tất nhiên là ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta khởi động về cái ý tưởng về cái việc sử dụng EV này năm 2010 với điểm nhấn là CHAdeMO, và chúng ta tiếp tục phát triển với các cái dòng standard khác nhau. Ví dụ như đây chúng ta có thể nhìn thấy là Multi Standard 2012. Ở đây thì tôi lấy cái dữ liệu từ AB, và chúng ta thấy rằng là AB cũng là trong những cái nhà tiên phong trong cái việc phát triển công nghệ về xe điện. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là các cái công nghệ điện này, thì tôi nghĩ ra có lẽ là cái thông tin này đã được nhắc đến ở trong các cái buổi trình bày trước, để chúng ta có thể bỏ qua rất là nhanh. Và tất nhiên là cái sự phát triển của xe điện đấy, nó không chỉ là về cái mức độ, về cái số lượng xe bán ra, mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có sự phát triển ở mặt công nghệ. Chẳng hạn như chúng ta đi từ việc mà sạc một pha AC lên 3 pha AC, rồi là lên đến DC, và cùng bây giờ chúng ta đang hướng tới cái việc mà chúng ta sạc rất là nhanh với cái điện áp và với công suất cao. Và nói chung là chúng ta có một cái gọi là cái high power charging, tức là với công suất cao. Và cùng với cái việc mà chúng ta có thể sạc nhanh với công suất lớn như vậy, thì cái quãng đường di chuyển của xe chúng ta có thể thấy rằng là nó liên tục tăng lên. Đấy, và hiện tại là cái quãng đường lớn nhất có thể đạt được ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy được là nó có thể lên đến gần 700 km. Vậy thì chúng ta quay lại cái việc mà ảnh hưởng của có với cái việc mà sử dụng xe điện đối với cái lưới điện như thế nào. Đấy, chúng ta thấy rằng là tất nhiên là tiến sĩ Khải đã giải thích rất là nhiều, nhưng mà đây chúng ta thấy rằng là tôi chỉ tập trung vào ba cái viễn cảnh chính mà chúng ta có thể tưởng tượng thôi, rất là đơn giản. Thì chúng ta chia cái ba viễn cảnh này ở cái mức độ là rất là lớn, mức độ trung bình và mức độ nhỏ.
Thì trong mức độ 4 chúng ta thấy rằng là gì? Nếu mà chúng ta giả thiết rằng là chúng ta cần sạc một một cái máy kéo mà chúng ta yêu cầu từ khoảng 1 đến 3 MW cho một cái máy kéo như thế này, thì nghĩa rằng là nếu mà chúng ta có một cái đội máy kéo ở trong một cái công ty nào đấy mà khoảng 50 cái máy kéo, thì cái lượng mà công suất yêu cầu thì hệ thống rất là lớn, nó sẽ lên khoảng 150 MW và tương đương với lại một cái solar farm, tức là một cái solar farm ở cái mức độ là distribution, tiên lưới mà phân phối với điện áp cao hoặc là lưới truyền tải điện ở nhiều nước. Thì đấy là cái yêu cầu cao. Trong yêu cầu trung bình chúng ta thấy rằng là gì? Giả thiết rằng nếu mà chúng ta có 100 cái xe điện mà 100 cái này chúng ta yêu cầu sạc khoảng 50 kW mà DC fast charger ở các cái siêu thị ấy, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ cần một cái nhu cầu tải khoảng 50 kW. Thì tất nhiên rằng là ở các nước phát triển hay là kể cả các nước đang phát triển như vậy, thì trong những cái thành phố mà đông dân cư thì cái số lượng mà các cái siêu thị chúng ta có rất là nhiều, và chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Cái giá trị 50 kW này nó sẽ được nhân lên rất là nhiều, và chúng ta sẽ gây ra một cái ảnh hưởng rất là đáng kể lên cái sự vận hành tốt và trong cái giới hạn của hệ thống điện. Thì CD1602 sẽ được kết nối với đi điều khiển 8051 với kết nối vào ra xong. Và cái viễn cảnh thấp là chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta nhắc đến một cái hộ gia đình, những hộ gia đình hay trong một cái khu phố với rất nhiều gia đình, và mỗi gia đình có khoảng một cái EV chẳng hạn, một cái xe điện chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là gì? Nếu mà chúng ta có một cái transformer mà nó có công suất trong khoảng từ 10 đến 50 kilova của tải, và nếu mà giả thiết rằng là gì? Một cái xe điện nó tải với cái điện áp khoảng 240V ở cái level 2 charging ấy, thì chúng ta thấy rằng là gì? Yêu cầu về tải của nó sẽ là 7 kilova. Đấy, và như vậy thì rằng là chúng ta, nếu mà một gia đình chúng ta có nhiều hơn một cái xe điện chẳng hạn, như vợ chồng mỗi người có một cái xe, chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ mà việc quá tải nó xảy ra đến ngay cả một hộ gia đình thôi nó cũng đã rất là nhiều rồi. Thì thực ra ở đây nãy tôi đã nghe thấy một cái câu hỏi của các cái listener cho diễn giả là gì, thì cái ảnh hưởng là đối với gì, thì tất nhiên là Tiến Khí Khải đã nhấn mạnh rất là nhiều lần về cái ảnh hưởng này đối với cái lưới phân phối, nhưng mà từ cái thông tin mà tôi biết gần đây ấy, thì trong số rất là nhiều nước phát triển thì Úc có một cái giải pháp cho cái vấn đề này, đó chính là họ đưa ra cái yêu cầu về cái mà gọi chúng ta gọi là open value or threshold value cho cái meter. Và chúng ta biết rằng là cái meter này nó sẽ kết nối, tức là chúng ta hiểu rằng chúng ta có một cái đồng hồ thông minh kết nối giữa một cái ngôi nhà và một cái lưới điện phân phối, và chúng ta sẽ có hai hướng dòng điện là nạp và xả. Thì trong trường hợp này ở thành phố Melbourne của Úc ấy, thì họ giới hạn cái chiều công suất xả và sạc là khác nhau. Chẳng hạn như trong trường hợp mà nếu mà anh tiêu thụ điện từ lưới điện về, thì tôi cho phép anh có thể lên được max khoảng là 7 kW hay là 7 kW. Nhưng mà trong trường hợp mà anh muốn dùng cái xe điện của anh ấy để hỗ trợ cái lưới điện của tôi ấy, thì tôi giới hạn cái công suất mà phát ra của anh chỉ được phép tối đa là 5 kW thôi, tức là đầu ra nó sẽ nhỏ hơn đầu vào, và đấy là một cái mà đang hiện tại đang áp dụng tại cái lưới điện của thành phố Melbourne dựa trên cái thông tin mà tôi có gần đây. Thì dựa trên ba cái viễn cảnh này, chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều ảnh hưởng đến lưới điện. Và tổng hợp lại thì cái phụ trợ, công nghệ phụ trợ của cái xe điện đối với cái vận hành của hệ thống lưới điện, chúng ta thường gọi với cái tên là V2X. Thì V2X là một khái niệm rất là rộng và bao hàm rất là nhiều những cái yêu cầu về điều khiển khác nhau với các cái mức độ điện áp, công suất, dòng điện, rồi cũng với lại cái địa điểm, thời gian khác nhau, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể chia cái V2X này thành bốn cái mảng lớn, đó chính là V2L, tức là xe điện chúng ta sẽ có thể là sử dụng để cung cấp trực tiếp cho một cái tải nào đấy, chẳng hạn như là khi mà chúng ta mất điện thì xe điện có thể được kết nối chung cung cấp trực tiếp để cho việc mà chúng ta tức là chúng ta vẫn phải ví dụ như là chúng ta vẫn phải làm việc, chúng ta vẫn phải chạy máy tính, chúng ta vẫn cần phải sử dụng các cái đèn quạt ở trong gia đình. Thì như vậy trong trường hợp này là V2L này chúng ta sẽ rất là hữu dụng. Cái tiếp theo là V2Home. Thì trong trường hợp này là đây một cái yêu cầu ở cái phạm vi ở mức độ cao hơn, tức là trong gia đình chúng ta thì chúng ta sẽ không sử dụng cái xe điện để cung cấp cho những cái tải cơ bản nhưng mà chúng ta vừa nói ở trong cái level của V2L nữa, mà lúc này thì cái xe điện chúng ta cần phải kết hợp với các cái nguồn điện có thể có ở trong gia đình để chúng ta tạo thành một cái tổ hợp mà để tối ưu cái năng lượng sử dụng. Chẳng hạn như là nếu mà gia đình chúng ta có một cái solar PV ở trên cái mái chúng ta
solar PV trong mái, hoặc chúng ta có thậm chí có thể có cả battery của cái solar PV này, thì trong trường hợp đó thì chúng ta có thể tối ưu cái hoạt động của cái xe điện với lại cái hoạt động của solar PV và cái battery đấy, để chúng ta giảm thiểu cái lượng năng lượng tiêu thụ một cách lãng phí, và chúng ta có thể tiết kiệm thông qua đó chúng ta có thể tiết kiệm được năng lượng sử dụng, mà cũng có thể là giảm được cái chi phí tiền điện hàng tháng mà chúng ta phải trả. Và chúng ta có một khái niệm nữa là B2B. B2B thì cái khái niệm này nó xuất hiện khi mà chúng ta có cái số lượng xe điện nó tăng lên. Tất nhiên chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nói về V2L hoặc là V2Home thì tức là chúng ta chỉ có 1 đến 2 xe điện thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói về V2B thì tức là trong trường hợp đấy chúng ta đã có nhiều hơn rồi, nhiều hơn, ví dụ chẳng hạn như chúng ta có 50, 100 hoặc thậm chí nhiều hơn cái số lượng xe điện. Và như cái viễn cảnh mà tôi vừa trình bày ở trên ấy, thì cái số lượng xe điện này nó sẽ gây ra một cái ảnh hưởng đáng kể về công suất. Thì cái số lượng xe điện nhiều này nó sẽ tập trung ở các cái tòa nhà, văn phòng công sở chẳng hạn như là chẳng hạn như các văn phòng của chính phủ có nhiều cái công nhân bên trước đang làm việc, hoặc là chúng ta có thể thấy rằng nó có thể nhìn thấy ở các cái cơ sở commercial như này, chẳng hạn như các cái supermarket. Và cái số lượng xe điện này cũng có thể thấy ở một trong những cái khái niệm mới ở trong hệ thống điện, tất nhiên là chúng ta gọi là mới nhưng mà nó cũng khá là được nghiên cứu khá là kỹ trong khoảng 5 đến 10 năm trở lại đây, đó chính là cái lưới điện nhỏ microgrid. Microgrid thì tất nhiên là microgrid và V2B, V2B và các cái lưới điện của EV và các cái tòa nhà đây nó sẽ gộp vào trong cái V2B. V2B thì đấy là các cái sơ lược về các cái phân loại, các cái khái niệm về bao hàm ở trong V2X. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một lượt là vậy thì có bao nhiêu cái dự án nghiên cứu về V2Grid đã được triển khai trên thế giới và mức độ triển khai của chúng như thế nào và ảnh hưởng ra sao. Thì ở đây tôi có một cái hình rất là tổng quan về cái đánh giá trong khoảng 10 năm có lẽ là vậy, từ 2010 đến 2020 về tổng cái số dự án mà diễn ra về V2Grid, tức là chúng ta triển khai để chúng ta đánh giá được cái hiệu quả, mức độ khả quan hay là có thể được áp dụng ở trong thực tiễn hay không. Chúng ta nhìn thấy là tổng quan chúng ta có tất cả là 50 dự án, 50 project identified here. Và ở đây chúng ta thấy rằng là gì, phần lớn các cái dự án của chúng ta ấy, thì tập trung ở các cái nước Âu Mỹ, chẳng hạn như là châu Âu thì có những cái nước mà dẫn đầu trong cái các cái dự án này, chẳng hạn như UK hay là Hà Lan hoặc là Đức chẳng hạn. Thì về số lượng dự án thì tất nhiên Mỹ là cái nước đứng đầu nhất với khoảng trên 10 dự án, và trải dài trong tất cả các năm từ 2012 cho đến năm 2017. Đấy. Ở khu vực châu Á Thái Bình Dương chúng ta thấy rằng là có ba nước ở đây có các dự án về V2Grid, và tất nhiên Nhật Bản là cái nước mà tiên phong đi đầu trong cái việc thử nghiệm và kiểm tra các cái việc áp dụng các cái điều khiển từ V2Grid, từ electric vehicle vào cái lưới điện như này, với lại tổng cộng là 5 dự án, và 2 dự án khác thì một là đến từ Hàn Quốc và một đến từ Hồng Kông Trung Quốc. Và tất nhiên là ở đây chúng ta có rất là nhiều dự án với lại tên khác nhau, và tất nhiên là mục tiêu điều khiển rồi là cách thức áp dụng hay là phạm vi triển khai thì nó sẽ khác nhau. Thì chúng ta có một cái thông tin tổng kết khác. Thì đây tôi có là chúng ta đã nhắc đến về cái tổng kết này rồi. Ở đây chúng ta nhắc đến về cái vấn đề là trong những dự án này thì cái nào là quan tâm nhiều nhất. Tất nhiên chúng ta thấy rằng đây là gần 100% chúng ta trong tất cả các dự án là người ta có dành nhiều, rất là nhiều cái sự quan tâm và care cho cái việc là ok. So thì cái solution đấy thì nó có áp dụng được hay không, và thực tế áp dụng nó có khả thi hay không, và nó áp dụng là như nào, thì gần 100%. Và trong số gần 100% này thì khoảng 40% các cái dự án là chúng ta có kết hợp với việc là chúng ta tính những cái việc mà triển khai trong thực tế, và ngoài ra thì chỉ khoảng là tầm khoảng chưa đến 30% là chúng ta tập trung hay chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề mà liên quan đến các cái vấn đề xã hội, chẳng hạn như là suy nghĩ hay là cái triển vọng hay là cái sở thích hay là cái cảm giác thích thú của cái người mà sử dụng xe điện đấy, họ sẽ thích hay họ không thích hay là như thế nào đấy. Đấy, về cái thị trường mà xe điện đấy, chúng ta thấy rằng là có ba công ty, nhưng hiện tại thì theo cái tìm hiểu của tôi thì ba công ty này hiện tại bây giờ thực ra là một công ty thôi. Thì chúng ta thấy rằng là Renault, Nissan và Mitsubishi là ba cái nhà sản xuất mà hiện tại là đang chiếm cái thị phần rất là lớn ở trong cái thị trường của cái xe điện này, rất là cao. Chúng ta nhìn thấy đây có khoảng có lẽ là 60 đến 70%, có lẽ là 70 đến 60%.
Đấy. Và về cái giải pháp mà liên quan đến các cái project này, chúng ta thấy rằng là chúng ta tất nhiên là khi mà chúng ta nói xe điện, chúng ta liên quan đến cả cái phần mà một chiều DC và xoay chiều AC. Thì đây chúng ta thấy rằng là trong tất cả các dự án thì những cái giải pháp mà nó gắn với cái việc mà nâng cao cái vận hành ở phía cái DC hay là các giải pháp liên quan đến DC nói chung thì nó sẽ chiếm cái phần lớn các cái giải pháp phần lớn trong các cái trong các dự án là các cái giải pháp, và sau đấy là các cái sự kết hợp giữa AC và DC, và cuối cùng là nếu mà chúng ta chỉ có giải pháp về một xoay chiều mỗi xoay chiều không thì chúng ta có một cái phần rất là nhỏ ở đây. Một cái nhìn khác về tất cả các dự án mà chúng ta đã nhắc đến ở trên đó chính là gì nhỉ? Chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta có một cái hình hình vẽ trong khoảng thời gian trải dài từ năm 2010 cho đến 2020, và cái cột trục dọc nó sẽ là cái number of charger, thì number of charger thì cũng tương tự với cái số lượng mà xe điện chúng ta sử dụng thôi. Chúng ta thấy rằng là ngay từ khi mà bắt đầu từ 2010 đến hiện tại 2020 thì ngay từ những cái giai đoạn khởi đầu đến những cái giai đoạn mà gần đây thì cái số lượng xe điện nó tham gia thì nó thay đổi rất là khác biệt, tùy thuộc vào cái mục tiêu điều khiển và tùy thuộc vào cái loại service, cái loại hình dịch vụ mà chúng ta muốn cung cấp đến cho cái lưới điện. Đến lưới điện thì ở đây chúng ta thấy rằng là có một cái dự án rất là chú ý, đang chú ý ở đây là cái dự án này là cái dự án mà sử dụng xe điện ở trong cái trong việc tích điện và tối ưu hóa cái tiền điện của một cái đảo thuộc quần đảo Hawaii của Mỹ. Thì theo như tôi được biết thì cái dự án này triển khai vào năm 2015 và có khoảng 80 cái xe điện tham gia. 80 xe điện tham gia. Đây tôi đã có một cái có nốt ở đây, đó chính là cái dự án này. 80 cái xe điện tham gia và chúng ta sử dụng hình thức là điều khiển tập trung. Và giúp giảm cái giãn cái công suất đỉnh tiêu thụ của các cái hộ dân của toàn bộ cái lưới điện của cái đảo này. Đấy. Và tất nhiên nếu chúng ta quay trở lại những cái thời gian đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là có hai cái điểm mốc, đó chính là cái dự án mà triển khai cái demonstration, tức là cái dự án kiểm tra test về EV cho lưới điện đầu tiên được triển khai bởi cái trường đại học ở Mỹ vào năm 1990 2012, và sau đấy là 2011 thì chúng ta thấy rằng là có cái sự xuất hiện của cái CHAdeMO protocol này. Thì thực ra là CHAdeMO protocol này nó sinh ra sau khi cái thảm họa Fukushima, thảm họa về điện hạt nhân của Nhật Bản nó diễn ra. Thì khi mà thảm họa mà điện Nhật Bản nó diễn ra như vậy thì người ta thấy rằng là ở cái vùng thảm họa đấy, cái việc cấp điện đến cho những người dân mà vẫn còn đang ở đấy, cho cái việc người dân để cho họ tiếp tục sinh sống, dọn dẹp hiện trường rồi vân vân, thì cái việc mà cấp điện đến nó hiện tại nó rất là thiếu hụt. Cho nên là một cái giải pháp là gì, nếu mà tôi có xe điện ấy, và tôi có các cái trạm sạc thì tôi hoàn toàn có thể là gì nhỉ, sau này tôi có thể sử dụng các cái xe điện cung cấp dưới dạng là gì nhỉ, các cái nguồn cung cấp cho trong trường hợp mà khẩn cấp. Thì trong những cái năm gần đây từ 2016 đến 2018 thì các cái dự án nó sẽ focus nhiều hơn vào cái việc mà làm thế nào để tôi ứng dụng và làm thế nào tôi hiện thực hóa cái việc điều khiển này ở trong thực tế. Thì đây chúng ta có một thời gian là gì nhỉ, chúng ta có hai cái điểm nhấn chú ý, đó chính là gì nhỉ, cái giá thành điều khiển tần số đã giảm ở nước Anh nhờ cái việc mà chúng ta tận dụng cái khả năng điều khiển của V2Grid của Electric Vehicle. Và cái thứ hai là gì nhỉ, một cái điểm mà chắc chắn là điểm nhấn luôn, đó chính là cái gì, Đan Mạch đã thực sự là triển khai cái việc mà điều khiển tần số vào trong cái lưới điện truyền tải và trong cái toàn bộ cái hệ thống điện của họ. Đấy, vậy thì còn cái lưới điện thấp hơn thì như thế nào, chúng ta có thể có một cái view khác về các cái đánh giá về cái việc mà chúng ta sẵn sàng cho cái việc mà sử dụng các service hay không. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta ở đây chúng ta có sáu cái giai đoạn là nghiên cứu, kiểm tra và chứng thực các cái chức năng đấy và đưa vào triển khai và commercial. Thì hiện tại như tôi đã nhắc đến ở trên ấy, chúng ta đã có điều khiển tần số ở Đan Mạch và chúng ta đã có điều khiển về load shifting ở Nhật Bản. Đấy, và ở đây tôi có list một số cái dự án đáng chú ý. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thứ hai về focus về cái việc mà chúng ta sử dụng EV và cái kỹ thuật điều khiển mới để cho cái dưới dạng là nhà máy điện ảo. Thì trước khi mà chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta muốn điều khiển các cái EV thì chúng ta cần quan tâm đến một số cái điểm quan trọng khác biệt so với các cái dạng năng lượng khác, đó chính là cái pattern của driving, tức là cái behavior, tức là cái
như nào nhỉ? Cái nhu cầu của cái người lái xe, tức là tôi sẽ cần ra khỏi nhà lúc nào và tôi sẽ cần lái trong vòng bao lâu. Chúng ta cần quan tâm đến cái loại sạc mà chúng ta sử dụng, mà chúng ta cũng cần quan tâm đến cái mức độ về cái loại battery mà chúng ta cần sử dụng. Yes. Và đây chúng ta nhắc lại một rất là nhanh thôi những gì tiến sĩ Khải đã nói chúng ta. Vậy thì khi mà EV tham gia vào hệ thống điện, nó có những impact gì, nó có những cái ảnh hưởng gì? Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là gì nhỉ, EV tham gia vào hệ thống điện thì nó hoàn toàn có thể là gây ra một cái đỉnh nó cao hơn, một cái đỉnh nó cao hơn, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc vận hành của lưới điện. Chẳng hạn như tôi đòi hỏi một cái nhiều nhà máy điện hơn, nhiều nhà máy điện hơn, hoặc là tôi có thể là cắt giảm những cái lưới điện khác, có thể là cắt giảm những cái phụ tải khác để cho tôi, nếu mà tôi muốn đáp ứng yêu cầu của EV này. Đấy. Và cái thứ hai nữa là gì, chúng ta thấy rằng là gì, nếu mà chúng ta xét một cái lưới phân phối với cái chiều dài như thế này, và nếu rằng mỗi một cái nhà này nó đều có một cái xe điện, thì ảnh hưởng chúng ta hoàn toàn có thể xảy ra là gì, nếu chúng ta trong trường hợp bình thường chúng ta không có PV, chúng ta thấy rằng điện áp hoàn toàn trong một cái phạm vi cho phép này, nhưng nếu mà chúng ta có PV thì điện áp ở phần cuối đường dây nó sẽ tăng lên, và nếu mà trong lúc này mà chúng ta có thể sử dụng cái discharging của EV thì chúng ta thấy rằng là cái đường cong này thậm chí nó sẽ còn cao hơn nữa. Và tất nhiên nếu mà chúng ta có EV charging thì cái đường cong này nó sẽ thay vì là nó tăng lên, nó sẽ giảm xuống. Và cái tiếp theo nó chính là gì nhỉ, ảnh hưởng đến cái việc điều khiển tần số. Thì khác với tất cả các cái loại năng lượng xanh sạch khác, chẳng hạn như là gió hay là mặt trời, thì chúng ta thấy rằng là EV nó sẽ ảnh hưởng đến cả hai phía của cái việc điều khiển tần số này. Nó có thể được cân nhắc giống như các cái tải và có thể làm tần số giảm xuống, hoặc có thể được cân nhắc giống như là một cái nguồn phát điện mà có thể làm tăng tần số lên, thậm chí là vượt quá cái mức mà khuyến cáo, hay thậm chí quá cái vượt cái mức mà điều khiển bởi cái các cái nhà vận hành lưới điện. Thì ở đây tôi sẽ xin phép là từ đây tôi sẽ tập trung hơn vào cái việc mà giải thích về cái việc các cái kỹ thuật điều khiển mới tích hợp với EV để nâng cao cái contribution của cái EV này đối với cái lưới điện. Thì hệ thống điện, quay trở lại những cái ngày đầu tiên chúng ta, hoặc thậm chí đến hiện tại thôi, thì hệ thống điện chúng ta về cơ bản nó được xây dựng dựa trên các cái nhà máy điện lớn, và phần quan trọng nhất của các cái nhà máy điện đó chính là các cái máy phát điện đồng bộ, chúng ta gọi là single generator. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì, chúng ta có một cái hình rất là nhanh ở bên phía trái này thôi để giải thích về cái hoạt động của các cái nhà máy của các cái máy phát điện. Thì máy phát điện thì như chúng ta đã học rồi, chúng ta thấy rằng là cái sự cân bằng giữa cái lực cơ mà cung cấp bởi cái turbine này và cái TE, cái electrical torque này yêu cầu bởi các cái tải điện ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái sự cân bằng trong vận hành của cái máy phát điện này. Và cái sự cân bằng đấy thể hiện qua cái mà chúng ta gọi là cả swing equation. Thì chúng ta thấy rằng là gì, TM nó sẽ là cái mechanical torque mà cung cấp bởi cái turbine, trong khi đấy cái TE nó sẽ là cái mà yêu cầu bởi cái power demand, tức là cái tải của lưới điện này. Thì bất cứ một cái sự mất cân bằng nào, như chúng ta thấy ở phía trước ấy, chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta có sự cân bằng giữa supply and demand. Thì thực ra cái supply and demand, cái sự cân bằng này sẽ được thể hiện thông qua cái sự cân bằng của TM và TE. Thì bất kỳ một cái sự cân bằng giữa supply and demand này, supply and demand nó sẽ gây ra sự mất cân bằng về TM và TE, và nó sẽ dẫn đến là cái theta của chúng ta thay đổi. Và khi mà chúng ta thấy rằng là theta của chúng ta thay đổi, có nghĩa rằng là tần số trong hệ thống điện chúng ta thay đổi, bởi vì là theta nó sẽ được thể hiện qua tần số. Và cái thứ hai trong cái hoạt động của cái máy phát điện, nó chính là cái sự hoạt động của các cái governor, các cái bộ điều tốc. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là các cái bộ điều tốc này cũng góp phần là điều khiển tần số của lưới điện hay hệ thống điện. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có cái sự thay đổi về theta ở đây, thì cái giá trị mechanical torque cung cấp bởi cái bộ điều tốc này nó sẽ thay đổi, nó sẽ tăng lên hoặc giảm đi, giúp cái sự cân bằng này nó sẽ quay trở lại. Đấy. Thì nhắc đến hệ thống điện, chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta nhìn hệ thống điện, khi mà đối với cái người làm hệ thống điện, người ta nhìn thấy về cái lưới điện, thì tất cả các cái điểm ở đây nó chính là các cái điểm kết nối hệ thống điện, và hầu hết chúng đều được chia thành ba loại. Đó chính là nếu mà cái nút của tôi có cái điểm điện áp và góc pha của điện áp là không đổi, thì đấy chính là những cái nút mà tôi có các cái single rod generator ở đây. Đấy. Còn tất cả những cái nút mà chúng ta có không phải là cái bộ giá trị này, chẳng hạn như là điện áp hay công suất, hoặc là công suất tác dụng, công suất phản kháng, thì tất cả những cái điểm này chính là cái điểm mà chúng ta có các cái phụ tải. Đấy. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là gì,
đặc tính của các cái generator, single resonator đó chính là cung cấp hai cái quan trọng nhất, đó chính là cái swing equation, giúp cho cái việc mà giữ tần số chúng ta không đổi. Và cái thứ hai, tất nhiên như tôi đã nói ở phía trên này, đó chính là chúng ta luôn cần giữ cái điện áp và cái giá trị góc pha của điện áp không đổi. Thì như vậy là hầu hết các cái generator này sẽ hoạt động giống các cái nguồn điện áp. Thì làm thế nào chúng ảnh hưởng đến hệ thống điện? Thì chúng ta thấy rằng là gì? Ở đây chúng ta có hai cái đường cong. Cái đường cong màu đen nó chính là trong cái trường hợp mà hệ thống điện chúng ta không có các cái inverter hoặc các cái hệ thống năng lượng mới như chúng ta đang có. Và cái đường màu đỏ và đứt ở đây chúng ta khi mà chúng ta có rất nhiều các cái hệ thống năng lượng mới như là gió mặt trời. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Khi mà chúng ta có nhiều hơn các cái năng lượng gió mặt trời thì trong trường hợp mà chúng ta xảy ra một cái mất cân bằng giữa tải tiêu thụ và công suất tải tiêu thụ và công suất cấp ra, chúng ta thấy rằng tần số hệ thống điện chúng ta sẽ giảm xuống và nó sẽ nhỏ hơn cái giá trị mà đo được khi mà chúng ta chỉ có cái hệ thống điện mà chạy bằng các cái máy phát điện đồng bộ thôi. Thì tại sao cái việc mà điều khiển tần số này rất là quan trọng? Thì chúng ta thấy rằng là có một cái giải thích nhanh ở đây, tức là khi mà chúng ta có một cái mất cân bằng về công suất phát và công suất tiêu thụ, chẳng hạn như là một cái máy phát điện nó bị tách ra khỏi cái lưới điện, thì chúng ta thấy rằng là tần số chúng ta sẽ giảm xuống. Và nếu mà tần số chúng ta giảm xuống quá thấp, chẳng hạn như là 47.5, thì trong trường hợp đó thì các cái máy phát điện, để bảo vệ cho máy phát điện thì chúng ta sẽ cắt cái máy phát điện này ra khỏi lưới điện. Và tất nhiên là nếu mà chúng ta có số lượng máy phát điện càng nhiều và cắt ra thì cái sự mất cân bằng này càng lớn, và đến cuối cùng dẫn đến cái gì? Tất cả các máy phát điện nó sẽ dừng hoạt động và chúng ta mất điện toàn bộ, và chúng ta gọi là power outage. Như tôi đã nói đấy, thì hiện tại chúng ta đã có rất nhiều các cái hệ thống điện mới tham gia vào cái lưới điện chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có PV, chúng ta có wind và chúng ta có energy storage. Thì hầu hết khi mà chúng muốn kết nối vào hệ thống điện thì hầu hết chúng đều phải được kết nối thông qua một cái chúng ta gọi là biến tần, đây các inverter. Các inverter thì công nghệ mà điều khiển inverter đây chúng ta có thể tóm tắt được bằng 4 loại thông qua cái hình ở bên phía phải này. Đó chính là voltage control, voltage source, current control, voltage source và current source là dây xoắn. Thì hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái loại mà phổ biến nhất, nó chính là cái loại phổ biến nhất và cái loại mà đang được dùng nhiều nhất hiện nay, đó chính là cái loại mà current control voltage source. Mặc dù vậy thì cái việc mà điều khiển inverter theo cái dạng này nó sẽ gây nó có một số cái nhược điểm, và chẳng hạn như là nếu mà tôi vận hành các cái hệ thống năng lượng mới của tôi với cái loại inverter này thì tôi sẽ không đóng góp được gì là nhiều cho cái việc mà điều khiển tần số, trừ phi là tôi sử dụng các cái một cái hệ thống control layer là trên cái hệ thống vốn có của nó. Thì cái giải pháp đưa ra là gì? Giải pháp đưa ra đó chính là cái nhà máy điện ảo. Thì đây chúng ta thấy rằng là cái nhà máy điện ảo thì thế nào là cái nhà máy điện ảo? Thì cái khái niệm về cái nhà máy điện ảo đó chính là gì? Chúng ta có hai ý đây. Thứ nhất là nhà máy điện ảo tức là một cái kỹ thuật điều khiển cho cái biến tần mới, mà làm thế nào đấy để chúng ta có thể là gì nhỉ? Chúng ta có thể bắt chước được cái việc mà vận hành hay là hoạt động của các cái máy điện đồng bộ, single load generator. Ở đây tôi dùng từ là dynamic electric magnetic conversion mechanism. Đấy là cái điều kiện thứ nhất. Và cái điều kiện thứ hai là gì? Các cái inverter này nó cần phải được hoạt động theo một cái kỹ thuật điều khiển để làm sao nó được nhìn từ lưới điện giống như một cái nguồn nguồn điện để giữ cho điện áp và góc pha là không đổi. Thì đi cùng với khái niệm về VSG, tức là virtual single load generator, ở đây chúng ta có một khái niệm nữa về kỹ thuật điều khiển, chúng ta gọi là grid forming inverter. Thì như vậy, tức là trong trường hợp này là tại sao người ta dùng từ forming, thì chúng ta như tôi đã giải thích ở trên, tức là về mặt lịch sử nói, chúng ta hoặc là thậm chí đến hiện nay thì chúng ta thấy rằng hầu hết các cái máy phát điện đồng bộ góp phần là giữ vững cho cái việc vận hành lưới điện. Thì nếu mà chúng ta có thể sử dụng một kỹ thuật điều khiển mới gọi là grid forming thì chúng ta hoàn toàn có thể vận hành cái inverter này giống như một cái máy phát điện đồng bộ, và như vậy hoàn toàn chúng ta có thể là được tính là một cái thành phần cấu thành lên lưới điện. Thì đây chúng ta có so sánh rất là nhanh hai cái kỹ thuật điều khiển mới và cũ. Kỹ thuật điều khiển mà tôi nói hiện tại chúng ta hay dùng đó chính là grid following inverter. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là chúng ta có đầu vào thường là các cái yêu cầu về công suất phát, chẳng hạn như là P and Q, và tất nhiên chúng ta có cái feedback đó chính là điện áp và dòng điện đây, và có thể là một số cái typing mistake. Và sau đấy là chúng ta dựa vào cái yêu cầu điều khiển để chúng ta sẽ
dẫn đến là chúng ta sẽ đưa ra được cái giá trị command value cho cái bộ chuyển đổi Pidalia này. Và tất nhiên là ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta giá trị chúng ta điều khiển nó chính là dòng điện, cho nên là chúng ta gọi nó là chính là cái bộ mà current control. Mà cái bộ điều khiển mới để hiện thực hóa hay để nhận ra được cái VSG, đó chính là chúng ta gọi là Waveforming Inverter. Thì trong trường hợp này, tất nhiên chúng ta vẫn có một cái đầu vào giống hệt như bên Grid Following này, nhưng mà và chúng ta có input giống hệt, nhưng mà thay vì là chúng ta đưa ra cái command giá trị yêu cầu về dòng điện, chúng ta sẽ đưa ra giá trị yêu cầu về điện áp. Và trong trường hợp này thì vì cái này giá trị yêu cầu là dòng điện, trong khi đấy cái giá trị yêu cầu này điện áp, nên chúng ta gọi cái này sẽ là cái nguồn điện áp, nguồn điện áp, tức là biến tần chúng ta sẽ hoạt động giống cái nguồn điện áp. Và như đã nói thì nó không chỉ là về cái kỹ thuật điều khiển để nhận ra hay là để giữ cái điện áp cố định, mà chúng ta còn phải làm thế nào đấy chúng ta mimic, tức là chúng ta bắt chước được cái việc vận hành của cái máy phát đồng bộ này. Thì cho nên là gì, từ cái cấu trúc điều khiển này chúng ta thấy rằng là gì, cái biến tần này hoàn toàn có thể là cung cấp được cái điều khiển tần số, thậm chí là với cái command value là các cái power. Trong khi đấy thì current controller hay là grid following inverter chỉ có thể điều khiển tần số nếu mà chúng ta có một cái control layer, tức là một cái control layer nào đấy ở trên hay là trước để nó điều chỉnh cái giá trị command này, PQ command này thôi. Thì chúng ta có một cái so sánh rất là nhanh về cái đặc tính của grid following inverter và grid forming inverter, đó chính là bên trái này thì grid following chúng ta điều khiển dòng điện, đây thì điều khiển điện áp. Ở đây chúng ta grid following inverter thì cần khi mà hoạt động thì cần đến sự trợ giúp của PWM. Trong cái đấy thì grid forming inverter hoàn toàn không cần đến sự trợ giúp của PWM. Và một cái điểm nhấn đáng chú ý nữa giúp cho cái grid forming inverter này nó trở thành một cái xu hướng đang được cái chuyện này, nó chính là nó có thể hoạt động ở một cái trạng thái là độc lập đứng yên, tức là như một cái máy phát đơn lẻ. Trong khi đấy thì cái grid following inverter này hoàn toàn không thể có cái khả năng đấy. Và vì cái đặc tính này cho nên là nếu mà chúng ta có một viễn cảnh là gì, trong tương lai hệ thống điện chúng ta sẽ không tồn tại các cái máy phát điện đồng bộ synchronous generator nữa, mà chúng ta sẽ có một cái hệ thống điện là hoàn toàn 100% từ các cái biến tần với các cái DC source là các cái PV, các wind hoặc là các cái energy storage. Ở đây tôi có một cái giải thích khác nữa về waveforming inverter, chúng ta có thể nhìn thấy đặc tính của waveforming inverter như đã nói đấy là chúng ta mimic, tức là chúng ta bắt chiếc cái hoạt động của cái synchronous generator, tức là khi chúng ta nhìn thấy rằng là synchronous generator thông qua cái đặc tính swing equation và governor, thì bất cứ một cái sự mất cân bằng nào đấy thì nó sẽ đều dẫn đến là nó sẽ tăng hoặc giảm cái governor này để điều chỉnh tần số. Và tương tự như vậy thì do cái waveforming inverter nó bắt chiếc cái synchronous generator, cho nên là khi mà generator loss chẳng hạn, chúng ta có một cái mất cân bằng thì nó hoàn toàn có thể là tăng công suất lên để nó bù đắp vào cái sự mất mát đấy, và nó có điều chỉnh có phần điều khiển tần số. Trong cái đấy thì grid following inverter hoàn toàn không có một cái phản ứng gì cho cái việc mà thay đổi đấy của hệ thống. Và một cái tổng kết khác nữa cho cái kỹ thuật điều khiển mới này và kỹ thuật điều khiển cũ, thì cả mới và cả cũ này về cái tốc độ điều khiển nó rất là nhanh. Chúng ta nhìn thấy đây thì đối với lại synchronous generator thì khi mà cái disturbance nó xảy ra thì trong khoảng 5 giây thôi nó có thể phản ứng để nó tác động vào việc điều khiển tần số. Thì nhờ chúng ta trong các inverter thì nhờ chúng ta có các cái thành phần cơ bản là các cái power electronic, sau cho nên là chúng ta có thể là cung cấp một cái tốc độ điều khiển ngang và tương đương với synchronous generator. Như vậy là nếu mà chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật điều khiển mới này thì nó rất là hữu hiệu. Ở đây chúng ta có một số chúng ta có cái phân loại về cái grid forming inverter, thì chúng ta có tổng cộng là 4 loại. Đấy, thì hiện tại ở trong lab của tôi là chúng tôi đang tập trung nghiên cứu hai cái loại đầu tiên này là virtual machine và inertia và truth based control. Thì chúng ta quay lại cái swing equation này thì tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta sử dụng kỹ thuật để chúng ta bắt chước cái synchronous generator như thế nào mà chúng ta sẽ có cái loại grid forming tương tự như vậy. Chẳng hạn như đây chúng ta thấy rằng một cái key của synchronous generator đó chính là cái swing equation. Thì nếu mà chúng ta trong cái bộ điều khiển đấy chúng ta bắt chước y hệt cái swing equation này thì chúng ta sẽ có một cái chúng ta gọi là VMI based grid forming inverter. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ bắt chước cái hoạt động của cái governor thôi
Với kết hợp cái bộ low pass filter ở đây thì chúng ta có một cái kiểu khác chúng ta gọi là root based controller. Root based controller và đây chính là hai cái loại chính mà chúng tôi đang nghiên cứu ở lab của chúng tôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là gì? Vậy thì với cái loại biến tần mới này thì những cái ứng dụng mà chúng ta có thể áp dụng được ở trong trong cái việc mà kết hợp giữa EV và VSG này như thế nào? Thì thứ nhất là chúng ta trước khi trả lời câu hỏi đấy chúng ta sẽ nhìn qua một cái dự án được triển khai vào năm 2015 tại một cái đảo ở cái khu vực Caribe. Thì cái dự án này nó được chia thành hai cái giai đoạn, phase 1 và phase 2. Thì tất nhiên đây là một cái đảo cho nên nó sẽ không có một cái sự kết nối về hệ thống điện giữa main grid tức là điện trong đất liền và cái đảo đấy, và bản thân cái đảo đấy có một cái hệ thống độc lập điện riêng. Và chúng ta có thể hiểu cái này nó giống như một cái micro grid. Thì cái cấu hình của cái phase 1 nó sẽ bao gồm là cái centralized controller ở đây, cái diesel generator và storage và PV kết nối với lưới điện thông qua các cái inverter, và chúng ta có tải đây. Thì ở cái giai đoạn phase 1 ấy thì cái generation từ cái PV này nó khoảng 23% trong toàn bộ generation capacity của cái đảo này. Thì đấy là cái phase 1. Thì ở cái phase 1 đấy thì các inverter của chúng ta ấy, nó sẽ hoạt động dưới dạng là grid following inverter. Chúng ta quay lại một tí đấy. Nhưng mà trong giai đoạn thứ hai chúng ta bổ sung thêm hai cái thành phần nữa, là chúng ta tăng công suất của PV lên và đồng thời chúng ta bổ sung thêm hai cái trạm sử dụng cái energy storage nữa. Nhưng mà cái điểm nhấn ở trong cái phase 2 này chính là chúng ta sử dụng cái VSG inverter, tức là thay vì là chúng ta sử dụng grid following ở đây, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là cái grid following inverter. Thì vậy thì chúng ta có những cái đạt được là gì? Thì cái dự án này là rất quan trọng, bởi vì tại sao? Trước khi mà chúng ta có các cái năng lượng mới này, hoặc thậm chí là khi mà chúng ta có cái phase 1 này, thì khoảng 78% cái income của cái Stilco là cái system operator của cái đảo này ấy, thì nó dành cho cái việc mà mua dầu để chạy cái máy phát điện diesel này, Thì sau khi mà có cái sự hỗ trợ từ cái hệ thống solar và battery này thì chúng ta tiết kiệm khoảng 860.000 lít diesel trong vòng một năm, tức là tương đương với khoảng 2.300 tấn carbon dioxide phát thải ra môi trường. Và nếu mà khi mà chúng ta hoàn thành toàn bộ dự án ở trong cái phase 2 này nữa thì chúng ta tổng cái lượng tiết kiệm được, chúng ta sẽ tức là chúng ta tiết kiệm được khoảng diesel là khoảng 1.7 triệu lít diesel, và cái thời gian mà chúng ta phải sử dụng cái diesel này nó sẽ giảm xuống khoảng 50%. Đấy. Thì về mặt kỹ thuật thì điều gì xảy ra đối với cái dự án giai đoạn 1 và giai đoạn 2 này? Thì chúng ta thấy rằng là ở giai đoạn 1 ấy, chúng ta có cái hình ở phía trên này là cái giai đoạn 1. Thì trong giai đoạn 1 này, nhắc lại là chúng ta chỉ có diesel generator, solar PV và energy storage battery. Thì trong trường hợp này như tôi đã nói đấy, vì cái grid following inverter ở đây nó không thể hoạt động được giống như một cái máy phát điện truyền thống single generator, cho nên là lúc nào chúng ta cũng cần vận hành ít nhất một trong hai cái diesel generator này. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta có cái đường diesel generator màu tím này xuất hiện ở trên cái hình của chúng ta. Mặc dù vậy thì có một cái điểm chú ý là gì? Trong cái khoảng thời gian là daytime, tức là trong cái khoảng thời gian ban ngày ấy, khi mà chúng ta có một cái lượng phát điện rất là lớn từ PV, thì cái DG này nó sẽ được cho phép là giảm xuống ở cái mức năng lượng tối thiểu để giảm cái lượng nhiên liệu tiêu thụ đi. Bởi vì là cái lượng mà công suất phát ra từ PV, cái đường màu đỏ đây là khá là đủ để chúng ta có thể là cover cái demand của toàn bộ cái lưới điện này. Chúng ta có cái đường màu vàng đây là cái power demand của cái đảo này. Đấy. Và trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là cái centralized controller ở đây thì nó sẽ có hai nhiệm vụ chính. Một là nó giúp được nó sẽ cố gắng là đưa ra cái giải pháp để nó tiết kiệm được cái lượng nhiên liệu tiêu thụ từ cái diesel này lớn nhất có thể. Và cái giải pháp thứ hai là nó sẽ sử dụng và cái giải pháp tiếp theo là nó sử dụng cái PV cái battery này với inverter này trong cái vai trò là điều khiển tần số, cho nên là chúng ta điều khiển tần số và làm cho cái phát điện nó trở nên như nào smoothing out, tức là
mềm mại hơn à? Thì đấy là lý do mà tại sao chúng ta thấy rằng là cái đường màu xanh này nó thay đổi rất là nhanh, tại vì nó phải compensate cái sự thay đổi của cái đường màu đỏ của cái solar ở đây. Đấy. Thì trong thời gian ban đêm thì chúng ta thấy rằng là gì, battery chúng ta chuyển sang cái chế độ discharge, nhưng mà cái năng lượng nó vẫn là nhỏ so với cái power demand, cho nên là chúng ta vẫn phải sử dụng diesel generator. Và diesel generator so với thời gian mà daytime ấy, thì khi mà chúng ta sẽ shift sang nighttime, thì ở đây chúng ta có 20 phát, thì khi mà chúng ta switch sang nighttime thì buộc một cái máy phát còn lại nó cũng vẫn phải chạy, mặc dù là nó có thể là không cấp tải. Thì đây là một cái giải pháp của cái đảo này giúp cho cái việc nâng cao cái độ tin cậy của lưới điện. Thì tất cả những cái bất cập hay tất cả những cái mà việc sử dụng không hợp lý của cái diesel generator này, cũng như là những cái khác như là battery hay là solar, đều có thể là bị hạn chế rất là nhiều khi mà chúng ta đưa vào cái mà chúng ta gọi là VSG inverter. Chúng ta nhìn thấy là cái hình ở phía dưới này, đó chính là cái phase true when khi mà chúng ta apply cái VSG này, thì so với cái phase one khi mà chúng ta vẫn có DG chạy ngầm mà chạy rất là nhỏ, rất là thấp ở tải ở đây. Thì trong trường hợp mà chúng ta có cái inverter, vì như đã nói ấy, thì kỹ thuật điều khiển biến tần mới là giúp cho inverter chúng ta hoạt động hoàn toàn giống như một cái máy phát điện đồng bộ độc lập. Cho nên trong trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể đủ tự tin rằng là gì, chúng ta có thể là cắt hoàn toàn cái sự hoạt động của cái diesel generator ở đây. Đó chính là lý do mà chúng ta nhìn thấy là cái đường màu tím chúng ta là hoàn toàn là không có. Và đồng thời ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn có cái sự dao động này, nhưng mà như cái báo cáo từ cái project này thì như trước ấy, chúng ta thấy rằng là cái việc mà đóng cắt của generator này chúng ta vẫn cần được vận hành, nhưng mà khi mà chúng ta chuyển sang cái giai đoạn 2 này ấy, với cái VSG inverter này, thì VSG inverter này nó sẽ căn cứ vào cái thực tế của lưới điện mà nó sẽ đóng cắt cái DG này hoàn toàn tự động. Và thêm một cái nữa là gì, trong cái thời gian mà vào night time thì như trước chúng ta cần chạy thêm một cái máy nữa để chúng ta dự phòng trong cái trường hợp mà chúng ta chết cái máy thứ nhất, nhưng mà khi mà chúng ta có battery inverter với lại cái VSG này ấy, thì cái máy thứ hai chạy ban đêm cũng không cần nữa. Và một cái báo cáo thứ hai nữa mà chúng ta nhìn được từ cái project này, đó chính là gì, khi mà chúng ta xem rằng là liệu rằng chúng ta cái lưới điện chúng ta có thể sống sót nếu mà chúng ta có một cái sự thay đổi rất là lớn về tải hay không, thì câu trả lời đó chính là có. Tức là một cái điều kiện tương tự như trong điều kiện này mà chúng ta áp dụng trong trường hợp mà chúng ta không có cái VSG inverter này mà chúng ta chỉ có hai cái DG này thôi, thì lưới điện chúng ta sẽ sụp đổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái inverter VSG inverter này thì trong trường hợp đấy thì cái VSG inverter này nó sẽ chiếm quyền điều khiển của hai cái DG này và nó sẽ tăng công suất ra và giúp giữ vững cái tần số của lưới điện. Như đây chúng ta nhìn thấy là tải chúng ta tăng lên thì inverter current và công suất tăng lên để bù đắp lại cái lượng tăng đấy, và nó kéo cái tần số chúng ta từ một cái giá trị rất là thấp lên cái giá trị cao như thế này. Đấy. Và đây chúng ta có một cái quick view về hai cái điều khiển tần số. Nếu chúng ta điều khiển tần số bằng cái with following inverter, chúng ta vẫn thấy rất là nhiều noise ở đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta điều khiển bằng cái with following, chúng ta thấy rằng là nó nhẵn và nó đều hơn rất là nhiều. Thì như vậy là sau qua cái project này, rằng là chúng ta có thể có một số comment về các cái sử dụng của cái EV và VSG. Thì như vậy, thứ nhất là chúng ta có thể nhìn thấy rằng gì, cái EV, cái các trạm sạc ở đây với VSG, nếu mà chúng ta có thì chúng ta hoàn toàn có thể là contribute, đóng góp cho cái việc mà phát triển ổn định hoặc là hoạt động ổn định của các cái lưới microgrid. Ở đây chúng ta có rất nhiều lưới microgrid, và tất nhiên là gì, nếu mà chúng ta có càng nhiều lưới microgrid thì cái sự vận hành của lưới điện nó càng phức tạp lên, và cái mức độ mà uncertainty, tức là cái mức độ mà không ổn định hay là mức độ mà không dự báo trước được lên. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như nếu mà bất kỳ một sự cố nào xảy ra một cái điểm ở đấy thôi, mà chúng ta có một cái battery với EV nói chung, hoặc là cái stationary energy storage inverter của nó ấy, nó có cái VSG, thì chúng ta những cái microgrid này hoàn toàn có thể hoạt động một cách độc lập, tức là cái máy cắt đây chúng ta hoàn toàn có thể là cắt ra mà không có một cái vấn đề gì cả đấy. Nhưng mà tất nhiên chúng ta có những cái câu hỏi đi kèm theo cùng với kỹ thuật mới này, đó chính là gì, nếu mà chúng ta có cái VSG inverter đây, inverter đây và VSG ở những cái chỗ khác này nữa, hoặc là VSG rất là nhiều VSG ở trong nội bộ của một cái lưới microgrid thôi chẳng hạn, thế thì
cái nào nó sẽ là cái chính điều khiển và cái nào sẽ là cụm master slave, hoặc là loại nào sẽ là điều khiển, chẳng hạn như là VSG hay là with following inverter, nó sẽ là những cái câu hỏi đặt ra đấy. Và trong cái trường hợp island mode, trong cái trường hợp island mode đó chính là những cái đảo mà chúng ta vừa mới nói đấy, thì chúng ta sử dụng một cái VSG như thế nào. Tất nhiên là thông qua cái kết quả mà tôi vừa mới đưa ra, chúng ta thấy rằng là chúng ta có rất nhiều những cái triển vọng hứa hẹn trong cái việc sử dụng VSG. Rồi chúng ta có thể là sử dụng các cái cụm của EV ở trong các cái trạm sạc điện để tham gia vào việc điều khiển tần số. Và tất nhiên là so với việc là ở đây chúng ta có thể nhấn mạnh lại gì nhỉ? Thôi có lẽ không cần quay lại. Ở đây chúng ta có thể nhấn mạnh là gì? Chúng ta có thể điều khiển tần số bằng kỹ thuật cũ là grid following. Nhưng mà trong trường hợp đấy thì chúng ta cần phải switch cái controller của chúng ta sang cái frequency mode. Nhưng mà nếu mà chúng ta có inverter mà nó chạy ở cái VSG technique này ấy, ngay từ đầu, thì khi mà bất cứ một cái mất cân bằng nào xảy ra, chúng ta hoàn toàn nó tự động nó sẽ tham gia vào cái việc điều khiển tần số. Tất nhiên là cái mức độ nó như nào đấy còn phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta có bao nhiêu năng lượng trong cái phần DC này, chúng ta có đủ hay là chúng ta có thiếu. Tất nhiên là nếu chúng ta không đủ thì chúng ta sẽ điều khiển ít hơn thôi, và tất nhiên là có một số cái hiện tượng nữa về mặt ổn định mất cân bằng đấy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì, có một cái nữa mà chúng ta còn quan tâm, đó chính là khi mà chúng ta điều khiển EV thì chúng ta luôn có một cái conflict, một cái mâu thuẫn giữa cái việc là sử dụng EV giống như một cái dạng energy storage ở phía sau của cái inverter này, hay là sử dụng EV giống như một cái công cụ để di chuyển. Đấy, giống cụ di chuyển, thì đây là hai cái yêu cầu nó luôn conflict với nhau. Thì như vậy là khi mà chúng ta muốn điều khiển EV cho tần số hoặc cho một cái ancillary service khác, chúng ta luôn phải cân nhắc là cái gì nhỉ? Chúng ta có một cái wide range về cái mức độ là rất là randomness, randomness, uncertainty time, tức là về không chỉ là về thời gian mà còn về là không gian. Chẳng hạn như là chúng ta cân nhắc đến việc là average vehicle daily travel time, hoặc là cái trạng thái sạc pin của cái battery ở trong cái xe điện đấy. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Nếu mà chúng ta nhìn ở đây, chúng ta có một cái hình về điều khiển tần số. Thì trong cái inverter này chúng ta có cái group inverter, thì nó sẽ dựa chính vào cái power controller này. Thì từ cái power control loop này chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có được cái công suất đầu ra của cái inverter, nó sẽ phụ thuộc vào cái công suất mặc định ban đầu, PREF ở đây tức là cái yêu cầu công suất phát ban đầu tiên của cái hệ thống của chúng ta, và cái sự thay đổi của tần số của hệ thống điện. Thì tất nhiên nếu mà cái phía DC này ấy, nó là các cái station energy storage, thì chúng ta sẽ có thể là có cái giá trị của PREF này là một cái giá trị mà constant và có thể là predefined, tức là chúng ta có thể định trước được. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà chúng ta dùng EV để cho control frequency với cái VSG này, thì cái PREF này tôi hoàn toàn không biết trước được. Và như vậy là PREF này tôi phải consider nó, tức là tôi phải nghĩ nó giống như một cái biến nữa ở trong hệ thống điều khiển rồi. Và như vậy là cái số lượng biến tăng lên và cái điều khiển nó trở nên phức tạp hơn. Và cái thêm nữa là gì, tôi cũng dựa vào cái việc mà PDF này, tức là cái PDF này nó là một cái biến khác, và nó phụ thuộc vào cái gì, tất nhiên nó phụ thuộc vào LFC. Nếu mà tôi có nhiều hơn LFC, tôi có thể là điều khiển nhiều hơn, phụ thuộc vào cái số lượng mà EV mà tôi có. Thì như vậy là gì, cái số lượng mà EV mà tôi có nó sẽ quyết định đến là how much power, tức là cái giá trị của cái PDF này nó là bao nhiêu. Tức là tôi có đủ công suất để tôi điều khiển hay không? Thì như vậy là gì nhỉ? Để giải quyết cái vấn đề này, có thể có một cái giải pháp, đó chính là gì? Một cái giải pháp đó chính là nếu mà tôi có thể bằng cách nào đó tôi có thể chia cái nhóm EV và các cái trạm sạc EV ấy thành các cái nhóm khác nhau, thành các cái nhóm khác nhau với các cái lượng xe điện khác nhau và với các cái giá trị SOC khác nhau, thì tôi có thể hoàn toàn có thể biết được cái mức độ available, tức là cái mức độ sẵn sàng của cái giá trị PREF này bằng bao nhiêu, và từ đó tôi có thể đưa ra được một cái điều khiển tối ưu. Chẳng hạn như là nếu mà như đã nói đấy, tôi có nhiều hơn LFC thì tôi sẽ ra được nhiều năng lượng hơn. Và tất nhiên là chúng ta cũng có thể là một cái điều khiển một cách là fair control, tức là nếu mà các cái nhóm có nhiều năng lượng hơn thì có thể là điều khiển nhiều hơn, hoặc là nếu mà các cái nhóm mà muốn có cái lượng điều khiển bằng nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào PREF, và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái giá trị MP này. Và do đấy chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái MPG update ở trong một cái công thức phía dưới này. Đấy, thì đấy là một trong những cái ý tưởng
trong cái việc điều khiển và cái khó khăn. Vâng, xin phép diễn giả là do thời gian cũng có hạn thì không hiểu diễn giả có thể trình bày phần còn lại trong vòng khoảng 5 đến 10 phút được không ạ? Ok. Cảm ơn thầy Đình. Đấy, thì đây là một ví dụ khác về cái việc mà contribution của cái EV cho cái điều khiển tần số điện. Thì giả thiết rằng là chúng ta có một cái lưới điện đây và chúng ta có một cái lượng EV đủ lớn với inverter hoạt động dưới cái dạng VSG, thì khi mà chúng ta có một cái mất cân bằng xảy ra thì so với cái việc mà sử dụng cái conventional generator thì frequency và cái rockoff của nó sẽ được cải thiện rất là nhiều, tần số tăng lên và cái rockoff thì nó giảm đi. Đấy. Và đây chúng ta thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể là tận dụng một cái khái niệm tương tự về VSG và EV ở trong cái lưới microgrid, ví dụ như hoàn toàn là DC như này, hoặc là có thể là cao hơn nữa là AC và DC. Thì cái câu hỏi cũng rất là nhiều, chẳng hạn như là chúng ta nên mỗi một cái trạm sạc một cái AC DC hay là tích hợp tất cả chúng nó vào một chỗ và chúng ta dùng chung với AC DC. Đây là một câu hỏi khác. Một cái contribution nữa có thể từ cái EV và cái VSG, đó chính là chúng ta như đã nói, nếu mà inverter của chúng ta hoạt động dưới dạng VSG function, chúng ta hoàn toàn có thể chạy nó giống như một cái máy phát điện độc lập. Và nếu mà chúng ta chạy được nó dưới dạng một cái máy phát điện độc lập thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái việc mà khởi động cái lưới điện của chúng ta sau khi sự cố mất toàn bộ lưới điện. Chẳng hạn như là trong trường hợp mà chúng ta có cái cách khởi động truyền thống sau khi mà có sự cố lưới, đó chúng ta khởi động lần lượt từ các cái tổ máy phát điện, từ các cái nhà máy điện. Sau đấy chúng ta sẽ lần lượt đóng các cái tải để kết nối hoàn toàn lưới điện lại. Nhưng bây giờ thì do chúng ta có rất là nhiều các cái EV và các cái clean energy system ở trong các cái lưới điện nhỏ hơn, thì chúng ta hoàn toàn có thể là với cái VSG function này, chúng ta hoàn toàn có thể là khởi động từ cái lưới điện với cái điện áp nhỏ hơn, tức là chúng ta khởi động một cách phân tán thay vì là khởi động tập trung từ trên cao xuống, mà chúng ta có thể khởi động phân tán từ dưới lên. Thì như vậy là thời gian mà cho chúng ta quay lại cho online system thì nó sẽ rất là nhanh. Thì đây là một cái ví dụ mà chúng tôi sử dụng cho cái việc mô phỏng, tức là chúng ta có thể sử dụng cái inverter EV, inverter VSG và EV để cho khởi động một cái máy phát điện wind round induction machine này. Thì nếu mà chúng ta khởi động bằng cái AC grid thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể có một cái source rất là cao ở đây về điều hỏi cho reactive power. Nhưng mà nếu mà chúng ta khởi động bằng cái VSG với lại EV và cái battery, chúng ta hoàn toàn có thể có một cái khởi động tốt hơn với một cái giá trị yêu cầu thấp hơn rất là nhiều. Yes. Và một cái khái niệm cuối cùng, một cái contribution cuối cùng mà chúng ta có thể nghĩ tới, đó chính là gì? Thay vì là chúng ta có một cái lưới mà với rất là nhiều các cái loại năng lượng khác nhau, trong cái đấy là vẫn tồn tại những cái dạng năng lượng cũ, chẳng hạn như nuclear power hay là coal power plant, thì chúng ta có thể hướng tới một cái tương lai là một cái lưới microgrid hoặc một cái lưới rất lớn, bus power system, hoàn toàn là chỉ có inverter bay mà thôi. Thì đây là một trong những cái nghiên cứu mà chúng tôi cũng đang tiến hành, tức là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái lưới microgrid hoặc một cái lưới lớn với lại ba cái hệ thống inverter. Và chúng ta thấy rằng là gì, cái đường màu xanh ở đây là cái đường mà cùng cái lưới điện ấy, nhưng mà với cái quán tính lớn hơn, chúng ta có tần số rất là thấp. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng hoàn toàn bằng các cái hệ thống inverter, chúng ta thấy rằng là tần số của chúng ta sau khi mà có cái sự cố mà mất cân bằng công suất và tiêu thụ, chúng ta thấy rằng là rất là nhỏ như thế này. Và một cái nữa chúng ta cần quan tâm, nó chính là cái sự khác biệt giữa discharge and discharge, giữa battery và super capacitor. Và đây là một cái triển vọng hứa hẹn để chúng ta kết hợp hai cái EV ultra capacitor này cho cái việc nâng cao cái vận hành của lưới điện. Sang cái phần thứ ba thì tôi giới thiệu rất là nhanh thôi. Nếu mà bạn nào hứng thú trong cái việc mà nghiên cứu về xe điện sau này, các cái đề tài liên quan đến xe điện, thì có một cái địa điểm rất là tốt, đó chính là cái nơi mà tôi đang nghiên cứu tại Tokyo City University. Và chúng ta có những cái nhiệm vụ rất là lớn, chẳng hạn như là zero emission energy connected vehicle, smart grid and so on. Và đây hiện tại thì năm 2016-2019 tôi có tất cả là 50 xe điện, nhưng hiện tại 3 xe thôi. Và như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành được các cái thí nghiệm mà sử dụng được các cái thiết bị thực từ các EV và các battery như thế này, như cái mà chúng tôi đang tiến hành ở đây. Đấy. Thì đến cái phần kết luận thì do cái thời gian không cho phép nên tôi xin phép được kết luận rất là nhanh thôi. Chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta có một cái mapping với lại 4 contribution lớn, cái battery với lại cái grid forming function,
trải dài từ inertial control, frequency control, voltage control và assistance strength, tức là góp phần là nâng cao cái ổn định hoạt động của toàn bộ cái lưới điện. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là nó hoạt động, nó đóng góp ở trên tất cả các mặt của cái việc vận hành lưới điện. Và ở đây tôi có một list những cái challenging mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ affect những cái việc mà chúng ta expand cái việc cung cấp cái V2X service này. Chẳng hạn như chúng ta có battery degradation or charger efficiency, hoặc là aggregation communication or digital society. Và có những cái diễn giả, có những cái thính giả đã hỏi những cái câu hỏi về đây thì có thể chúng ta sẽ discuss sau cái bài trình bày của tôi. Tôi xin phép xin cảm ơn. Xin cảm ơn tiến sĩ Hiếu đã có một bài trình bày rất là thú vị và có nhiều thông tin chi tiết, đặc biệt là về vấn đề Formian inverter. Xin phép mọi người là mình đi vào phần Q&A luôn, bắt đầu từ các câu hỏi đã được viết ở trên phần chat của Zoom. Câu hỏi đầu tiên là của một bạn nghiên cứu sinh từ trường đại học Caltech, bạn Thắng. Bạn có hai câu hỏi. Thứ nhất là đối với V2G thì anh Hiếu có thể chia sẻ cụ thể một số dịch vụ của xe điện có thể cấp cho lưới được không? Chẳng hạn như harmonic injection, reactive power injection, active filter. Hai là, câu hỏi số 2 là yêu cầu về công suất của xe có thể tham gia vào lưới điện là gì? Có giới hạn về công suất bơm lên lưới hay không? Có tiêu chuẩn gì không? Xin cảm ơn anh. Anh xin mời tiến sĩ Hiếu trao đổi với câu hỏi này. Vâng, rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì thực ra là cái VSG ấy, thì như mình đã nói ấy, thì cái mục tiêu mà đưa ra cái VSG này nó chính là cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta, đó chính là chúng ta cố gắng đến cái việc mà chúng ta sử dụng các cái biến tần mới để tham gia vào cái việc mà ổn định lưới điện, mà cái điểm quan trọng nhất là điều khiển tần số. Thì cho nên là khi mà chúng ta xuất phát từ yêu cầu đấy, chúng ta nhấn mạnh về hai cái điều kiện để chúng ta có thể làm sao để chúng ta có thể bắt chước được cái máy phát điện độc lập, máy phát điện đồng bộ, đó chính là chúng ta làm sao để chúng ta mô phỏng được cái swing equation nó diễn ra ở trong cái synchronous generator, và cái thứ hai nữa làm thế nào để chúng ta vận hành cái VSG này dưới dạng cái nguồn điện áp. Thì do hai cái đặc điểm này, chúng ta thấy rằng là chúng ta có cái contribution rất là tốt, đặc biệt là trong cái phần microgrid này. Ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Thì như chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu microgrid, hoặc cái viễn cảnh chúng ta có các cái lưới điện dưới dạng các lưới điện nhỏ microgrid, nó xảy ra sẽ rất là nhanh thôi. Và hiện tại đã có rất nhiều nơi là sử dụng các lưới điện microgrid này, và rất là phổ biến trong trường hợp mà các cái đảo, chẳng hạn như là mình mới tham dự cái EV webinar ngày hôm qua kia về cái viễn cảnh mà sử dụng các cái EV và các microgrid cho các cái đảo này ấy. Thì những cái đảo ở khu vực châu Á Thái Bình Dương như là Fiji, người ta rất là tham vọng và người ta muốn là nâng cái percentage, cái phần trăm mà sử dụng cái EV này ở trong cái lưới điện của họ ấy, là lên rất là cao, tầm khoảng 20 cho đến 40%. Thì nói rằng là giống như cả cái storage như chúng ta nhìn thấy trên hình này thôi, thì EV cũng có battery, và nếu mà tất cả các cái đấy mà nó tập trung lại ở trong cái trạm sạc thì chúng ta hoàn toàn có thể đủ một cái lượng công suất rất là lớn để chúng ta cung cấp cái ancillary service, tức là cung cấp cái hỗ trợ cho lưới điện. Thì về mặt VSG và EV mà nói, tất nhiên là VSG ấy, thì cái áp dụng của nó không chỉ trong cái lưới điện điện áp thấp, mà nó có thể áp dụng ở cái lưới điện cao và toàn bộ cái lưới điện của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta gắn thêm EV vào ấy, thì từ cái bản thân mình thấy rằng là nếu chúng ta muốn có ứng dụng giữa EV và VSG thì ứng dụng tốt nhất của nó sẽ ở trong các cái microgrid. Và tất nhiên microgrid, thì đối với microgrid thì EV có thể có một số cái ứng dụng, chẳng hạn như mình đã nói, tức là điều khiển vào tần số. Cái thứ hai là giúp ổn định về mặt vận hành, chẳng hạn như là chúng ta nhìn thấy ở cái hình ở đây, tức là so với dùng cái điều khiển inverter cũ, thì điều khiển bằng inverter mới BSG này nó có cái smooth, cái độ ổn định về tần số và cái độ trơn nó tốt hơn rất là nhiều. Và một cái nữa là như chúng ta đã nói, đó chính là do cái inverter mà hoạt động với cái BSG này nó hoàn toàn có thể bắt chước được cái sự hoạt động của cái single generator, cho nên là nó hoàn toàn có thể hoạt động độc lập. Và như vậy chúng ta, nếu mà trong các microgrid cũ chúng ta có các cái diesel generator ở đây, nhưng mà trong các cái thế hệ mới thì nếu mà chúng ta có đủ cái lượng năng lượng dự trữ ở phía DC từ storage hoặc từ EV, thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ cái DC này đi, tức là microgrid chúng ta hoàn toàn không có DC nữa, và chúng ta
có thể tiết kiệm được một cách tương đối về chi phí về cho nhiên liệu, là cái thứ nhất. Là cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta tưởng tượng rằng là trong cái khoảng thời gian mà ban đêm khi mà chúng ta có tất cả các EV chúng ta tập trung tại nhà hoặc tập trung tại các cái trạm sạc hoặc các cái công sở mà nó có sẵn đấy, thì tức là nó đang ở trạng thái là quiet, tức là không sử dụng, đúng không? Nếu mà chúng ta switch các cái EV đấy sang cái trạng thái VSG function này ngay từ đầu, và SOC của chúng ta đủ lớn, chẳng hạn như tôi sạc từ 10 giờ đến 12 giờ mà SOC chúng ta đủ lớn chẳng hạn lên đến khoảng trên 50% chẳng hạn, thì khi bất cứ một cái sự cố lưới điện nào chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn tôi có diesel generator nhưng mà tôi vì cái lý do lấy tôi bị out khỏi lưới, thì cái EV đấy hoàn toàn có thể được huy động ngay lập tức để bù lại cái phần mất mát đấy. Và tất nhiên như chúng ta nói đấy, VSG inverter của chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng để khởi động lại cái hệ thống điện của chúng ta, như một cái contribution đã được nhấn mạnh ở đây. Thì như vậy nếu mà microgrid chúng ta, mỗi một khu vực chúng ta có một cái microgrid, thì cái việc mà mất điện của cái main generator ở từ cái nhà máy phát điện này thì hoàn toàn không phải là một vấn đề gì quá to tát cả. Đấy. Có một cái sự cố xảy ra gần đây ở Nhật Bản, nó sự cố xảy ra mất điện vào ban đêm tại Hokkaido. Nguyên nhân xảy ra do các cái wind energy. Thì từ cái bản thân mình thấy rằng là nếu mà chúng ta ban đêm chúng ta có đủ một cái lượng EV ở trên cái đảo Hokkaido đấy, thì có lẽ là cái sự cố đấy nó sẽ không xảy ra. Về mặt công suất thì ở đây chúng ta đã thảo luận, chúng ta nhấn mạnh rất là nhiều rồi. Chúng ta nói rằng là chúng ta không điều khiển hẳn hoàn toàn từng cái cá nhân, từng một cái xe điện đơn lẻ một, mà chúng ta nếu mà chúng ta muốn cung cấp những cái dạng ancillary service này, tất nhiên là trừ khi là như nào nhỉ, nếu mà chúng ta muốn cung cấp tất cả các cái loại service như thế này, chúng ta cần một cái lượng công suất lớn, và như vậy thì nó sẽ hiện thực hơn nếu mà chúng ta có tất cả các EV chúng ta tập trung tại một chỗ, ví dụ chẳng hạn như tại các cái supermarket, thì như vậy là cái công suất của nó sẽ tầm khoảng vài trăm megawatt trở lên. Thì tôi nghĩ rằng là cái contribution, cái đóng góp của nó cho cái việc mà điều khiển lưới điện nó rất là tốt. Còn trong trường hợp mà nó rất là đơn lẻ, chẳng hạn như thầy Khải đã nói đấy, nếu mà chúng ta có một cái lưới đơn lẻ đâu nhỉ, chúng ta có một cái lưới đơn lẻ như thế này, chẳng hạn như chúng ta có một cái khu phố mà chúng ta mỗi nhà có một cái EV, thì như vậy tất nhiên là nếu mà tôi có một cái aggregator ở đây để tôi quản lý toàn bộ cái EV này, thì tất nhiên là tôi có thể gom được cái năng lượng mà tôi từng cái nhà này để tôi điều khiển, nhưng mà cái viễn cảnh như vậy nó cũng rất là khó. Thì như tôi nhắc đến phần trình bày đấy, thì trong trường hợp ở Melbourne thì họ thay vì là họ khuyến khích mà họ sẽ sử dụng một cái gọi là cái app, cái giới hạn về mặt điều khiển từ các cái EV này. Đấy, thì tức là nếu mà tôi có EV, mỗi nhà có một cái EV hoặc có hai cái EV, thì kết hợp giữa EV và PV đấy, thì người ta sẽ giới hạn công suất đầu vào và công suất đầu ra. Chẳng hạn như là một cái meter rất là thông minh ở đây, một cái meter rất thông minh nối giữa cái nhà này và cái đường dây. Đường dây thì chúng ta thấy rằng là ở trong trường hợp mà trong điều kiện của Melbourne ấy, điều kiện của Melbourne thì công suất đầu vào nó sẽ giới hạn khoảng 7 kW, nhưng mà đầu ra của nó ấy, kể cả anh có EV hay không, hay có PV và EV, thì anh hiện tại anh chỉ được giới hạn đầu ra khoảng 5 kW thôi. Thì cái việc này nó chính là cái điều khiển nó, để một trong những cái giải pháp để nó giúp mà cái ảnh lưới điện ảnh hưởng xấu lên cái lưới điện của thành phố Melbourne. Đấy, thì không biết là còn câu hỏi nào khác không nhỉ? Vâng, cảm ơn tiến sĩ Hiếu. Bạn Thắng còn có một câu số 3 là nhà máy điện ảo có yêu cầu gì thêm về phần cứng hay không? Ví dụ như về máy biến áp và transformer. Đối với cái onboard này. Không cần thông qua trạm sạc thì có thể cung cấp được dịch vụ cho xe hay không? Ngoài ra thì phía sau còn rất nhiều câu hỏi khác nữa, cho nên là có thể nhờ Hiếu trao đổi cũng tương đối xúc tích một chút để chúng ta tranh thủ thời gian. Thì đối với cái nhà máy điện ảo ấy, thì chúng ta không có yêu cầu quan trọng lắm về cái phần cứng. Thực ra là cái inverter của chúng ta sử dụng ấy, nó cũng giống như các inverter mà cho các cái loại inverter hiện nay thôi, cho các cái bộ sử dụng năng lượng mới hiện nay thôi. Năng lượng mới hiện nay chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn có phần DC, chúng ta connect với inverter. Thì trong trường hợp mà chúng ta dùng các nhà máy điện ảo thì chúng ta chỉ cần cập nhật kỹ thuật điều khiển cho cái inverter này, là như chúng ta thấy ở trên chúng ta nhìn thấy trên hình này rất là đơn giản. Tức là thay vì chúng ta sử dụng một cái cấu hình điều khiển như thế này cho inverter với lại cái công suất đầu vào và cái bộ PI controller để
đưa được cái yêu cầu điện áp đầu ra. Ở đây chúng ta thay vì chúng ta dùng cái bộ điều khiển dòng điện, ở đây chúng ta sẽ dùng bộ điều khiển điện áp. Và tất nhiên là có nhiều loại VSG và chúng ta có thể có thêm cái bộ điều khiển dòng điện nữa ở đây. Mặc dù là đầu vào của chúng nó có thể giống nhau, nhưng mà vì lại thay đổi cấu trúc điều khiển cho nên là nó sẽ thay đổi cái phản ứng của cái hệ thống DC và inverter này đối với lưới điện. Thì theo cái nghiên cứu của tôi hoặc theo cái hiểu biết của tôi ấy, thì nó không có cái yêu cầu gì quá là đặc biệt, thay vì là chúng ta update cái phần điều khiển thôi. Và tất nhiên là nếu mà chúng ta muốn cái điều khiển tốt hơn cho cái phần VSG này, thì như nói đấy, khi mà disturbance nó xảy ra ấy, thì cái power output của cái VSG này nó tăng lên, nhưng mà nó tăng lên mức độ nào thì tùy thuộc vào cái mức độ là năng lượng chúng ta có phía DC nữa. Nếu mà chúng ta không có đủ DC thì chúng ta hoàn toàn có thể thì cái lượng mà công suất tăng lên này nó sẽ phải giảm đi. À, xin cảm ơn Hiếu. Tức là bạn Thắng có hài lòng với các câu hỏi mà tiến sĩ Hiếu trả lời không ạ? Các phần trả lời của tiến sĩ Hiếu không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn anh Hiếu. Vâng, các câu trả lời rất chi tiết ạ. Vâng. Cảm ơn Thắng. Câu hỏi kế tiếp là từ tiến sĩ Nguyễn Bảo Huy thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Câu thứ nhất là liệu có thể chuyển đổi qua lại grid following và grid forming control với cùng một cấu hình inverter hay không? Chẳng hạn như khi lưới khỏe thì điều khiển following, khi lưới yếu thì điều khiển forming. Câu số 2 là có lẽ là Hiếu trả lời câu số 1 đi, xong rồi mình sẽ đặt tiếp câu số 2. Vâng, em xin phép trả lời nhanh cái câu số 1 thôi. Thì trong cái nghiên cứu gần đây của em ấy, thì chẳng hạn như đây chúng ta có lưới điện mà nó bao gồm là 3 cái inverter và chúng ta hoàn toàn là không có một cái máy phát điện đồng bộ nào. Đấy, thì cái câu hỏi của Huy ấy, nó vừa là cái phần điều khiển mà vừa là cái phần ổn định ống điện. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta chuyển đổi giữa cái kỹ thuật điều khiển cũ sang cái mới ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta điều khiển lưới điện như nào. Nhưng mà câu trả lời của chúng ta là hoàn toàn là không. Một cái inverter system chúng ta dùng cái cấu hình cũ, chúng ta hoàn toàn có thể flexible chuyển đổi giữa grid following inverter và grid forming inverter. Thì chẳng hạn như trong trường hợp mà trong nghiên cứu này chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là trong cái lưới điện thực tế khởi động các cửa phát, sau khi chúng ta dần dần đóng các phụ tải vào, thì ở trong cái nghiên cứu này nó cũng tương tự như vậy. Ở đây chúng ta thay vì chúng ta có máy phát điện, chúng ta có 3 cái hệ thống inverter, thì như đã nói đấy, grid following inverter hoàn toàn không chạy được giống như một cái máy phát điện đồng bộ. Cho nên tất nhiên là 3 inverter này nếu mà cả 3 đều hoạt động ở dưới dạng grid following thì chắc chắn cái lưới này nó không khởi động được. Thì như vậy là cái giải pháp ở đây là gì? Để cho một cái lưới mà hoàn toàn chỉ có inverter thôi, thì khi mà chúng ta khởi động một cái lưới điện ví dụ có 3 inverter như này, thì chắc chắn một trong những inverter này phải hoạt động dưới dạng grid forming. Thì như vậy chúng ta phải start dưới dạng là grid forming function. Đấy. Và sau đấy là gì? Chúng ta có thể switch sang các cái dạng điều khiển khác. Nhưng mà chúng ta có một cái giới hạn là gì? Ví dụ chúng ta có 3 inverter như này, thì để hoạt động một cách thành công và toàn bộ cái lưới điện này, thì chắc chắn một trong 3 inverter này phải hoạt động dưới dạng grid forming mode. Còn nếu mà 3 inverter này đều grid following mode thì chắc chắn lưới chúng ta nó sẽ sụp, bởi vì là chúng ta không có một cái điểm nào để chúng ta bám vào. Gọi nôm na là như vậy, bởi vì chúng ta khi mà chúng ta quay lại cái synchronous generator, cái máy phát điện đồng bộ ấy, thì một cái điểm quan trọng của máy phát điện đồng bộ đó chính là gì nhỉ? Máy phát điện đồng bộ phải tạo ra và giữ vững cái điện áp tại một cái điểm ở trên cái hệ điện chúng ta là một cái giá trị không đổi, chẳng hạn như là V3 và Delta 3, Delta 3 ở đây là không đổi đấy. Nhưng mà grid following inverter thì không có cái năng lực như vậy đấy, mà chỉ có grid forming inverter hoặc là cái VSG thôi. Cho nên là gì, nếu mà chúng ta có 3 cái điểm này thì chắc chắn là một trong 3 điểm đấy phải hoạt động ở grid forming, còn 2 điểm còn lại phải là grid following. Và nhấn mạnh lại là chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi smoothly từ grid forming sang grid following inverter. Tất nhiên là detail simulation thì chúng ta phải có update ở trong phần điều khiển nữa. Thì đấy là cái câu trả lời của em. Cảm ơn Hiếu. Câu số 2 là khi dùng ESS thì dung lượng và công suất của nó có bị giới hạn không? Và có dẫn đến bài toán quản lý năng lượng EMS có kết hợp được với grid forming và following được không? Như thế nào? Cái bài toán đúng rồi, thì khi mà chúng ta một câu hỏi rất là hay, khi khi mà chúng ta nói về cái V2 grid
service thì luôn có những cái yêu cầu hoặc những cái đòi hỏi mà nó khá là mâu thuẫn với nhau, hoặc thậm chí là trong nhiều trường hợp nó đối nghịch lại nhau. Thì tất nhiên là đối với V2Grid service thì chúng ta có hai cái yêu cầu. Một là yêu cầu về mặt tối ưu công suất, optimal power flow, và cái thứ hai là chúng ta yêu cầu về mặt tối ưu năng lượng, Tức là thì hai cái yêu cầu này, nếu mà đối với VSG grid thông minh mà nói, thì hai yêu cầu này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái phần mà energy phần DC này, thì như em đã nhấn mạnh ở trong phần trình bày ấy, thì nếu mà cái DA của chúng ta là cái solar hoặc cái wind mà chúng ta muốn cung cấp cái VSG này, thì chúng ta có thể nhìn một cái hình giải thích rất là dễ ở đây. Thay rằng là gì, trước khi mà chúng ta có sự cố thì công suất của chúng ta là P1 dash, tức là P1 dash này. Nhưng mà nếu mà sau khi sự cố vì cái grid roaming này, cái VSG này nó sẽ có xu hướng là nó tăng công suất lên hoặc giảm suất đi, thậm chí nó có thể giảm công suất hai chiều điều khiển nhá. Thì chẳng hạn trong trường hợp mà nó tăng công suất lên để điều khiển, thì như vậy là công suất này lấy ở đâu? Tất nhiên là nó phải lấy ở phần DC rồi. Đấy, phần DC rồi. Thì nếu mà chúng ta có fixed system mà chỉ có single DC unit thôi, chẳng hạn chúng ta chỉ có wind hoặc là PV only mà connect với phần DC này, mà không có các cái hỗ trợ chẳng hạn như form như từ EV hoặc là energy battery, thì để hoạt động thành công cái VSG thì chúng ta phải giảm bớt cái công suất phát của các cái bộ PV, các cái wind này, thì chúng ta gọi là curtailment. Thì chúng ta giảm một cái lượng công suất nào đấy thì để khi mà nó có cái sự cố xảy ra, nó có thể hoàn toàn huy động được cái lượng công suất tiêu thụ đấy để nó supply cái VSG function. Còn tất nhiên nếu mà chúng ta không có năng lượng thì mặc dù là nó có cái điều khiển ở bên trong đấy, nhưng mà nhiều khả năng câu trả lời là có lẽ 99% ấy, là nó sẽ hoạt động cũng giống như cái grid following này thôi. Tức là nó không có đủ năng lượng thì làm sao nó có thể cấp cho cái việc mà nâng cao công suất này để cho cái việc mà điều khiển tần số được. Đấy là câu hỏi khác là anh Ngọc nhỉ? Vâng, cảm ơn Hiếu. Em không nhớ câu hỏi khác. Khi mình đặt cái câu hỏi kế tiếp thì mình cũng xin có một cái góp ý, một cái comment về cách đặt câu hỏi của cách trao đổi ở đây. Tức là chúng ta ở đây đa phần là những người làm nghiên cứu chuyên sâu và hay có thói quen là đặt câu hỏi theo góc nhìn từ kỹ thuật đối với cái hệ thống hiện tại. Tuy nhiên là mọi người cũng nên nhìn thoáng ra một chút là đôi khi là bây giờ đây là giai đoạn đối với sáng tạo, giai đoạn mà các kỹ thuật mới liên tục phát triển và nó cũng tạo ra rất nhiều áp lực cho cái hệ thống, cho hiện trạng, buộc các hệ thống hiện tại phải thay đổi chính sách, thay đổi cơ chế và thay đổi cách nhìn, thay đổi cách vận hành. Do đó nên mình có thể nhìn câu chuyện theo kiểu là thứ nhất là đánh giá xem cái chính sách cơ chế hiện tại nó có tiếp nhận được cái kỹ thuật mới này hay không. Thứ hai là kỹ thuật mới này có thể tác động để thay đổi chính sách như thế nào. Ví dụ như cụ thể như trong trường hợp ở Việt Nam thì thật ra là hiện giờ có rất nhiều chính sách chưa ra đời để có thể áp dụng những câu chuyện này. Như vậy mình có thể đặt vấn đề mạnh dạn hơn là những chính sách như thế, những cái kỹ thuật như thế này nó có thể chèo lái ảnh hưởng đến việc tạo ra các chính sách như thế nào. Tuy nhiên cái đấy có vẻ hơi lý tưởng, thì mình có thể đặt vấn đề theo chiều ngược lại là với các chính sách hiện tại thì họ có thể thay đổi như thế nào để phù hợp với các kỹ thuật như thế này. Từ đấy tìm ra cái điểm gặp nhau giữa câu chuyện kỹ thuật và chính sách. Thì nếu các bạn có thể đặt ra những câu hỏi theo hình thức như vậy nhé, thì chúng ta sẽ có cái trao đổi chất lượng hơn. Ví dụ như có một cái thông tin là Việt Nam hiện giờ vẫn chưa có cái chính sách cơ chế nào để chúng ta bán điện từ battery vào lưới cả. Ví dụ như thế, hiện giờ chưa có chính sách. Chúng ta có feed 1, feed 2, feed 3, các feed in tariff cho bán điện mặt trời vào lưới, nhưng hiện giờ chưa có cái feed nào cho battery bán điện vào lưới cả. Vâng, xin sang câu hỏi kế tiếp là bạn Huy hỏi một câu hỏi hơi ngoài câu chuyện trình bày của Hiếu một chút, là tại sao cần phải bảo vệ máy phát nghiêm ngặt với tần số như vậy. Cái này, vâng, nhờ Hiếu trả lời giúp bạn. Thì tại sao lại cần phải bảo vệ máy phát? Thì tất nhiên là cái hệ thống điện chúng ta, thì như đã nói đấy, thì cái hệ thống điện chúng ta được cấu thành từ đầu từ hai cái thành phần cơ bản, đó chính là cái phần mà nó phát điện. Chúng ta có các cái nhà máy phát điện, các cái generator, máy phát điện đồng bộ đây. Và cái phần thứ hai là cái phần tải. Tất nhiên là nếu mà chúng ta chỉ có một trong hai cái thành phần này thì chúng ta không không có điện rồi, chúng ta không có hệ thống điện, chúng ta không có lưới điện, chúng ta
không có bất cứ thứ gì về điện, có một cái phát ra thì phải có một cái tiêu thụ. Đấy. Thì vấn đề là cái điều kiện để chúng ta tồn tại được là cái sự cân bằng giữa phát và tiêu thụ. Sự cân bằng giữa phát và tiêu thụ như chúng ta nhìn thấy đây. Thì cái sự cân bằng này nó đảm bảo chúng ta nó được nhìn nhận thông qua một cái chỉ số chúng ta có là tần số hệ thống điện. Đấy, 50 Hz ở Việt Nam hoặc là 60 Hz ở các cái nước Âu Mỹ hoặc là Nhật Bản là phía Tây. Tại sao chúng ta bảo vệ các cái máy phát này quan trọng như vậy? Chúng ta như đã nói đấy, chúng ta muốn hệ thống điện nó hoạt động được, chúng ta luôn cần có một cái sự cân bằng giữa phát và tiêu thụ, giữa phát và tiêu thụ. Thì chẳng hạn như tôi đặt giả thiết là gì, nếu mà chúng ta có một cái trong trường hợp chúng ta mất một cái nhà máy điện đây, thì trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ có được là supply tức là phát nhỏ hơn tiêu thụ, và như vậy tần số chúng ta sụp đổ xuống. Thì máy phát điện đấy có một cái nữa, nó giống như là các cái thiết bị khác, là nó cần nếu mà nó muốn hoạt động với lại các cái good performance, tức là hoạt động với lại các cái yếu tố mà tối ưu, thì nó cần để đảm bảo các cái điều kiện kỹ thuật về điện áp, về dòng điện, rồi về tần số. Thì như vậy là gì, như vậy cho nên là so với các thiết bị khác thì nó cũng có cái thiết bị để bảo vệ hoặc là để giúp cho nó đảm bảo cái việc mà nó hoạt động được đúng với lại các cái tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế, trong đấy là có một cái gọi là tần số. Thì tất nhiên là tần số được bảo vệ các nhà bằng các cái máy cắt để nối giữa, chẳng hạn như là nếu mà chúng ta có cái máy phát ở đây, chúng ta nối với lại cái điểm số 3 này, thì hai cái điểm này sẽ nối với nhau bằng cái máy cắt, và cái máy cắt đấy nó sẽ được điều khiển bằng một cái gọi là cái relay, và cái relay đấy nó sẽ có nhiệm vụ là liên tục cập nhật các cái tín hiệu và tần số của hệ thống điện. Và nếu mà tần số của hệ thống điện đấy chúng ta nó nhỏ hơn, rất là nhỏ, chẳng hạn như nhỏ hơn 47,5 Hz thì cái việc hoạt động của các máy phát điện nó không đảm bảo được cái thông số kỹ thuật, và cũng không đảm bảo được cái sự an toàn của nó, và có thể dẫn đến cháy nổ hoặc là các cái ảnh hưởng kỹ thuật khác. Cho nên là tốt nhất là gì, chúng ta dừng cái máy phát điện này lại bằng cách là chúng ta mở cái máy cắt nối giữa cái điểm 3 này và cái máy phát điện này để chúng ta bảo vệ cho cái máy phát này. Và tất nhiên như tôi đã giải thích ở phía trước, ví dụ chẳng hạn như đầu tiên vì cái phần tần số nó giảm thấp, tôi cắt cái máy số 3 này, thì khi mà chúng ta cắt máy số 3 này thì cái mất cân bằng này nó diễn ra là lớn hơn, và như vậy là gì, chúng ta có tần số tiếp tục giảm, và tần số tiếp tục giảm thì sẽ đến việc là gì, đến lượt cái máy cắt ở số 2 và số 1 này nó sẽ dừng lại, và như vậy là gì, nếu mà cả ba cái máy phát này nó dừng lại thì chúng ta hoàn toàn là mất điện, thì chúng ta gọi hiện tượng đấy là mất điện. Ngày nhỏ chúng ta hay thấy đấy, hệ thống điện chúng ta gọi là power outage hoặc là blackout. Thì không biết là cái câu trả lời của mình có thỏa mãn các bạn không? Cảm ơn Hiếu. Mình xin phép cái này mình xin phép góp ý bổ sung thêm một chút cho bạn Huy được không ạ? Câu hỏi của Huy cũng tương tự như là tại sao chúng ta phải tuân thủ nghiêm túc các tiêu chuẩn. Thế là lẽ ra vấn đề đặt ra là tại sao có cái tiêu chuẩn đấy. Tức là bây giờ câu hỏi của Huy nghĩa là gì? Tại sao chúng ta phải, bây giờ thì có tiêu chuẩn là máy phát vận hành với tần số 50. Thế thì khi nó lệch khỏi 50 thì chúng ta buộc phải cắt thôi. Đấy là cái nguyên tắc trong vấn đề tuân thủ tiêu chuẩn. Vấn đề ở độ chỗ là tại sao có cái tiêu chuẩn đấy. Thì cái lý do tại sao tuân thủ tiêu chuẩn mọi người hiểu rồi. Bởi vì khi tiêu chuẩn đã được đặt ra và thống nhất trên toàn thế giới thì các nhà sản xuất sẽ sản xuất thiết bị theo tiêu chuẩn đấy. Và khi thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn đấy thì vấn đề vật liệu này, cộng hưởng vân vân, nó sẽ được phù hợp với cái tiêu chuẩn đấy. Cho nên khi nó hoạt động ngoài tiêu chuẩn thì đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến thiết bị. Do đó việc tuân thủ tiêu chuẩn là việc rất bình thường. Còn vấn đề tại sao có tiêu chuẩn đấy là một câu chuyện khác nữa. Còn có một câu hỏi lớn hơn câu hỏi của Huy là tại sao đối với lưới thì phải tức là các lý do từ phía lưới để chúng ta dẫn đến việc chúng ta phải giữ ổn định tần số, thì đấy là vấn đề mà Hiếu cũng đã trả lời vừa rồi. Xin phép sang câu hỏi kế tiếp là cũng câu hỏi của Bảo Huy, của tiến sĩ Bảo Huy. Câu hỏi số 4 là về công suất inverter và dung lượng ESS đến cỡ nào thì có thể chạy được ở chế độ grid forming với vai trò VSC? Với câu hỏi này chúng ta phải nhấn mạnh là gì? VSC chúng ta thấy rằng là chúng ta cố gắng là mô phỏng cái hoạt động của cái hệ thống inverter giống dưới dạng là cái nhà máy điện ảo này. Nên chúng ta gọi là nhà máy điện thôi, nhưng mà hoàn toàn là chúng ta có thể áp dụng nó ở những cái mức độ khác nhau. Chẳng hạn như là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng inverter ở cái lưới điện áp thấp, chẳng hạn như distribution level, chẳng hạn như là 6 hoặc là 11 kV hoặc thậm chí là thấp hơn. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái inverter này ở cái lưới điện mà có cái điện áp cao hơn, như cái lưới điện truyền tải như là 230 kV hay 500 kV. Như vậy là gì? Inverter hoàn toàn không có cái giới hạn nào về cái mức điện áp mà nó có thể hoạt động được cả.
và chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được ở tất cả những cái mức độ khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta thấy, chúng ta có cái ví dụ ở trong cái lưới microgrid của cái đảo đấy. Tôi không nhớ rõ là cái điện áp của nó cái giá trị bao nhiêu nữa, nhưng mà tức là chúng ta nhìn thấy là chúng ta ở cái mức điện áp thấp nhưng mà với công suất rất lớn, một trong cái hoạt động của VSG nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta điều khiển như thế nào, và hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta có đủ năng lượng ở phía DC hay không. Còn nếu mà nói sâu hơn, chúng ta thấy rằng là so với cái kỹ thuật điều khiển cũ ấy, thì cái kỹ thuật điều khiển VSG mới này thì nó có nhiều cái phải quan tâm. Chẳng hạn như là chúng ta nhìn thấy rằng ở đây là trong cái cấu hình điều khiển là đối với cái loại điều khiển kỹ thuật cũ grid following này, chúng ta có cái vòng điều khiển cho cái dòng điện trực tiếp như thế này, nhưng mà trong cái phần mà grid forming inverter chẳng hạn như với cái hình mà tôi đang show ở đây ấy, thì chúng ta không có cái phần điều khiển cho dòng điện. Như vậy là sẽ có một cái risk, có một cái nguy cơ rằng là gì, inverter này nó có thể bị quá tải, thì có thể bị quá tải đấy, thì nguyên nhân có thể xảy ra là do cái sự quá tải bình thường của cái hệ thống của chúng ta, cái demand nó tăng lên, nhưng mà cái đấy nó không gây ra nhiều tác dụng bằng cái việc là chúng ta có thể bị quá tải khi mà chẳng hạn như là cái inverter của chúng ta nó kết nối với cái hệ thống mà chúng ta có cái sự cố ngắn mạch, và đấy thì cái dòng mà nó tương tác giữa inverter và cái lưới bên phía ngoài nó tăng lên rất là lớn. Và chúng ta nhìn thấy đây, chúng ta không có cái vòng điều khiển dòng điện một cách trực tiếp. Như vậy là hoàn toàn có thể là gì, cái giá trị dòng điện rất là cao, như vậy nó có thể là hoàn toàn phá hủy cái cấu trúc vật lý cũng như là các cái kết nối của cái VSG grid forming inverter này đấy. Nhưng mà nhìn chung mà nói, chúng ta không có giới hạn cho cái việc sử dụng hay là apply cái grid forming inverter này ở trong cái lưới điện, bất kể cái giá trị dòng điện điện áp nào, nếu mà chúng ta có một cái design mà nó đúng thì chúng ta hoàn toàn có thể hoạt động được. Cảm ơn Hiếu. Anh muốn confirm lại một chút là cái khái niệm VSG mà Hiếu trình bày nãy giờ là gắn liền với cái EV, và trong giới hạn nó có bị giới hạn bởi quy mô hay thế nào hay không? Đối với cái theo anh hiểu thì cái VSG nó có thể có rất nhiều quy mô, thậm chí nó có thể tương đương với một nhà máy điện công suất lớn đến hàng ngàn megawatt. Nếu mà Hiếu đang trình bày VSG với tư cách như thế thì thực ra những cái giới hạn như thế này cũng không cần phải quan tâm nữa. Nhưng mà nếu mà Hiếu đang tập trung vào vấn đề kỹ thuật rất sâu cho cái loại hình VSG có đặc thù gắn với EV và với một cái giới hạn nhất định như thế này thì như vậy thì mọi người sẽ hiểu cụ thể hơn về cái mình đang sử dụng. Trong trường hợp mà chúng ta muốn sử dụng cụ thể, chẳng hạn như là thay vì là các cái wind farm hay là các cái solar farm mà chúng ta dùng EV trực tiếp ở đây cho cái inverter, thì tất nhiên là so với các loại hình mà năng lượng khác, chẳng hạn như các cái solar farm hay các wind farm ấy, thì các cái công suất đầu ra của nó là hoàn toàn là đã được xác định sẵn rồi, fix rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng inverter mà cho các cái trạm sạc cho các nhà ấy, thì cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm đó chính là gì? Chúng ta có bao nhiêu EV mà nó sẽ được connect, nó sẽ được kết nối với cái trạm sạc đấy hoặc kết nối với cái tòa nhà đấy. Tức là chúng ta có bao phần công suất, chúng ta có bao nhiêu, và như vậy là gì? Hầu như là không có giới hạn, nhưng mà chúng ta cần phải quan tâm đến cái việc là với cái lượng công suất đầu ra như vậy thì inverter của tôi, cái phần mà power electronic, các cái thiết bị điện tử công suất, chúng ta cũng phải thiết kế sao để nó chịu được cái mức mà trao đổi công suất giữa cái phần EV mà có thể cấp ra và cái phần mà đầu ra. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải cố gắng chúng ta follow cái mức độ mà công suất available từ cái phần EV rồi. Như vậy thì nó sẽ là một cái câu chuyện khác, tôi cần phải tính toán xem là tôi có bao nhiêu EV, vì chẳng hạn như là supermarket này thì cái thói quen của người tiêu dùng thì cái mức độ cao nhất công suất nó có thể huy động được là bao nhiêu, dựa trên cái observation của cái data của cái supermarket đấy, các cái trạm sạc của EV đấy. Hoặc đối với các building thì tất nhiên là tôi cũng biết trước là tôi có bao nhiêu customer, hoặc tôi có bao nhiêu officer, mà mỗi officer đấy nó có bao nhiêu EV, thì như vậy tôi cũng có thể là bằng cách là dự báo trước được cái lượng năng lượng mà có thể là tích tụ bởi các cái EV đấy cho tòa nhà hay là cho các trạm sạc, thì tôi phải design cái inverter đấy theo cái lượng công suất mà nó có thể phát ra. Còn tất nhiên là chúng ta có thể có phần dự phòng, bởi vì như đã nói thì so với các dạng năng lượng khác thì EV nó khó dự báo hơn, tại vì nó còn phụ thuộc cả vào cái driving behavior nó, cho nên là mặc dù chúng ta dự báo là 100% công suất, nhưng mà có thể là nhiều khi nó chỉ được 60-80%. Như vậy là inverter
liệu rằng chúng ta nên thiết kế inverter với full công suất hay là với công suất nhỏ hơn như vậy để chúng ta tiết kiệm chi phí hoặc là chúng ta tiết kiệm các cái khác thì chúng ta cũng có thể lên nhắc. Xin cảm ơn tiến sĩ Hiếu. Em xin phép bổ sung một cái thông tin dựa trên câu hỏi của các cái thính giả cho cái cho diễn giả thứ nhất cho bạn Khải. Thì đây chính là cái figure về cái average capacity loss. Okay, not this one. Chúng ta thấy rằng là đây chúng ta có cái loss, thì cái loss này nó liên quan đến cái việc mà cái battery của EV khi mà chúng ta hoạt động ấy, chúng ta thấy rằng là việc mà nếu mà chúng ta cứ xả sạc như vậy thì cái tuổi thọ của nó giảm đi rồi cái tiêu hao năng lượng nó tăng lên. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta có một cái survey về cái ảnh hưởng của các cái service của V2Grid đến cái energy losses và capacity loss của cái battery của cái EV. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có thể ảnh hưởng khá là cao từ cái net load shaping, tức là cái load shaping. Nếu mà chúng ta apply cái sử dụng EV này everyday trong vòng khoảng 10 năm, chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái reduce. Ngoài ra chúng ta có thể là có những ảnh hưởng khác. Thì có cả cái zoom in đây. Và đồng thời là có thể người ta có đưa ra một cái survey về cái ảnh hưởng của cái việc mà percentage của energy loss trong một cái cấu hình V2Grid nói chung. Tức là khi mà chúng ta nhắc đến V2Grid thì chúng ta muốn apply cái V2Grid service này, chúng ta có hai cái phần năng lượng nó mất đi. Một cái phần năng lượng là nó đến từ cái xe điện và các cái phần mà chúng ta gọi behind meter, tức là nếu mà chúng ta có một cái đồng hồ mà nó connect cái nhà hoặc là cái chạm sạc đấy với lại cái hệ thống điện, thì chúng ta sẽ có cái phần ba cái thông số đầu tiên này chúng ta gọi là behind meter, tức là sau cái meter đấy. Thì hầu như tất cả những cái energy loss của cái behind meter này sẽ được phải cover bởi cái EV owner, bởi cái người sử dụng là xe điện. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có loss come from battery này, chúng ta có loss come from the electronic device, và chúng ta có loss come from từ các supply devices. Và nếu mà trước cái meter đấy, nếu mà tức là nếu mà chúng ta đi vào phía mà system operator ấy, thì họ phải chịu trách nhiệm cho các cái tổn thất ở trên các cái breaker và các transformer. Thì như thầy Khải đã nhắc đến, tức là có khả năng là các transformer của chúng ta ở các cái lưới phân phối chúng ta hoàn toàn có thể bị quá tải hoặc là bị tăng tổn thất lên. Thì trong trường hợp đấy thì cái system operator hoặc là aggregator cho cái EV cần phải quan tâm đến vấn đề và trách nhiệm về cái đấy. Đấy là hai cái thông tin mà em có. Cảm ơn Hiếu. Hiếu có thể quay lên cái slide phía trên được không? Vừa trên đó, slide số 45. Thì do Hiếu trình bày câu chuyện này nên mình cũng xin phép đi đến câu hỏi số 6 trước khi quay lại số 5. Câu số 6 của Bảo Huy là siêu tụ điện SC có dung lượng rất nhỏ so với nhu cầu cụ thể của lưới, vậy SC dùng với lưới như thế nào? Thì cái này mình xin có một comment nhỏ trước khi nhờ Hiếu trả lời. Tức là thực ra là cái câu chuyện mà tổn thất dung lượng của EV theo thời gian ấy, là không biết cái thống kê này là dựa theo công nghệ nào. Nhưng bây giờ nếu như mà chúng ta sử dụng công nghệ battery hybrid ấy, kết hợp giữa SC và battery ấy, thì nó sẽ hạn chế được việc battery phải sạc xả liên tục. Mà thay vào đấy là SC sẽ làm công việc đấy, còn battery nó trở thành một cái pool, cái kho lưu trữ thứ cấp cho cả cái hệ thống pin nói chung. Như vậy thì cái câu chuyện tổn hao, cái gọi là tổn hao tuổi thọ của hệ thống battery nó có thể không giống như thế này nữa. Đấy là cái ý kiến của mình. Thì chỗ này thì nhờ Hiếu trao đổi thêm. Vâng, thì câu hỏi của Bảo Huy và em cũng hoàn toàn đồng ý với Ngọc thôi. Chúng ta quay lại, thứ nhất là trước hết là cái hình về điều khiển tần số đi. Chúng ta đi quá xa rồi. Cái này là chuẩn bị nhiều nhưng mà thư ký nó không cho nói nhiều nên là phải cắt bớt đi. Chúng ta có điều khiển tần số, không phải cái này. Chúng ta có một cái hình về điều khiển tần số đi. Đây, chúng ta thấy rằng là gì? Đây là cái hình mà về điều khiển tần số. Như chúng ta đã thấy, thì khi mà chúng ta có bất cứ một cái sự mất cân bằng về tải tiêu thụ và cái công suất phát ra, chúng ta thấy rằng là tần số nó điều khiển
tần số nó sẽ được điều khiển. Tức là khi mà disturbance occur ấy, tần số nó giảm rất là nhanh, nhưng mà do chúng ta có inverter, chúng ta phản ứng rất là nhanh với cái việc điều khiển tần số đấy, bằng việc là chúng ta tăng công suất lên, bằng việc là chúng ta tăng công suất lên, chẳng hạn như như cái hình này, chẳng hạn như hình này chúng ta thấy rằng là gì, khi ngay cái tại thời điểm chúng ta có mất cân bằng, cái tần công suất tăng rất là nhanh và dòng điện tăng lên rất là nhanh. Và tất nhiên là nếu mà chúng ta dùng battery để chúng ta cung cấp cho cái frequency service này ấy, thì cái việc điều khiển này rất là hại cho battery của chúng ta, sạc xả liên tục và yêu cầu cái dòng điện rất là cao như này thì nó sẽ là giảm tuổi thọ của battery. Và đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì, chúng ta cũng phải xét đến khả năng là battery nó có đáp ứng được cái đấy hay không. Thì chúng ta phải đến cái hình này để chúng ta thấy rằng cái đặc tính sạc xả của battery thì chúng ta thấy rằng là gì, kể cả ngay cái thời điểm mà chúng ta có cái disturbance nó xảy ra ấy, thì battery với cái đặc tính sạc xả của nó khá là bằng phẳng như này, thì nó cũng chỉ cung cấp được một cái lượng công suất nhất định mà thôi. Tức là ví dụ chẳng hạn như tôi yêu cầu là 10 kW cho cái việc điều khiển tần số, nhưng mà do cái đặc tính sạc xả của nó nên khả năng nó chỉ cung cấp được khoảng 2 hoặc là 5 kW thôi. Thì như vậy là gì, battery một là không đủ hoàn toàn là năng lực để cấp cho cái VSG function, cho cái frequency control, và cái thứ hai là do cái đặc tính của nó, cho nên là do cái đặc tính của nó là như thế. Thì như vậy là dẫn đến cái câu chuyện là như tôi đã emphasize ở đây, tức là nhấn mạnh ở đây, tức là gì, nếu mà chúng ta combine cái EV hoặc là cái stational battery với lại cái ultra capacitor thì cái hiệu quả điều khiển chung cũng sẽ tăng lên. Tại sao? Tại vì chúng ta có cái đường đặc tính của cái ultra capacitor này nó rất là dốc. Thì như vậy là gì, trong trường hợp mà tôi yêu cầu công suất rất là nhanh, thay đổi tức thì để tôi đáp ứng cho cái việc điều khiển tần số đấy, thì ultra capacitor nó phản ứng rất là nhanh, nó sẽ bù đắp cái phần yêu cầu đấy. Và sau đấy sẽ là cái phần việc của battery. Thì tại sao chúng ta cần có hai thằng này, thì chúng ta lại quay lại cái hình về điều khiển tần số một tí nữa. Đây chúng ta sẽ quay lại cái phần điều khiển tần số. Thì cái phần điều khiển tần số chúng ta thấy rằng là gì, sau khi mà chúng ta có mất cân bằng giữa công suất phát và công suất tiêu thụ ấy, thì cái đường cong tần số nó sẽ giống như thế này. Chúng ta có thể hiểu ở đây tất nhiên là đường cong Rokoff nhá, nhưng mà chúng ta có thể hiểu nó khá là giống như thế này, tức là nó sẽ giảm xuống, sau đấy nó sẽ quay về một cái giá trị ổn định nào đấy. Đấy thì cái phần mà từ cái lúc mà cái sự cố nó diễn ra đến cái phần trước khi này, chẳng hạn như chúng ta có 50 đến 50,25, tức là trong khoảng 0,25 giây, chúng ta có cái phần này chúng ta gọi là điều khiển tần số nhanh, và cái phần còn lại đây chúng ta gọi là điều khiển tần số chậm. Thì hai cái thằng battery và cái thằng supercapacitor ấy, nó sẽ do cái đặc tính sạc xả khác nhau như này thì nó sẽ đảm nhận cái nhiệm vụ khác nhau. Chẳng hạn như là để đáp ứng được cho cái việc mà điều khiển công suất tôi cần tăng rất là nhanh để tôi kéo cái tần số này lên, thì công suất yêu cầu nhanh đấy thì sẽ phải do cái thằng là supercapacitor nó đảm nhận. Sau đấy thì sao, để mà duy trì cái lượng công suất phát ra để tôi tần số tôi nó không bị giảm thấp, thì lại phải do battery nó làm nhiệm. Thì đấy là cái sự kết hợp rất là tốt giữa supercap và battery. Thì cái này cũng là một cái phần mà nghiên cứu đang được triển khai, thì hy vọng nó có thể đưa ra kết quả cho mọi người trong một cái thời gian sớm nhất nếu mà có cơ hội. Xin cảm ơn Hiếu. Mình xin đi tiếp đến các câu hỏi phía sau. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhưng mà chúng ta đang có rất nhiều câu hỏi, cho nên là có lẽ là mình xin phép các bạn đang tham gia chương trình là mình sẽ chọn một số câu hỏi mình cảm thấy quan trọng, một số câu khác thì nếu mà có thể trả lời sau cho các bạn, nếu thời gian còn, hoặc là bạn Hiếu và bạn Khải sẽ tiến sĩ Hiếu và tiến sĩ Khải sẽ trả lời qua email sau cho các bạn nhé. Câu hỏi kế tiếp là của bạn Võ, của tiến sĩ Võ Duy Thành, là làm sao để can thiệp vào quá trình sạc xả của ắc quy trên một xe ô tô thương mại từ một cổng sạc, lại có thể lấy điện ra từ đó. Chỗ này Hiếu có rõ không? Hiếu có rõ câu hỏi không? Nếu không rõ mình có thể nhờ anh Ngọc ơi, em để em hỏi một chút đây. Cái này nó được không anh? Em trực tiếp em hỏi cái câu này cho nó dễ. Bởi vì là thấy chỗ bên chỗ anh Hiếu thì có mấy cái xe ấy, thì mà đây là xe toàn là xe thương mại ấy. Thì bây giờ nếu mà mình dùng nó trong các nghiên cứu của mình, có nghĩa là nó khi mà mình cắm sạc vào thì nó vừa có thể hỗ trợ lưới nhưng mà lại có thể sạc từ lưới, thế thì trên một cái xe thương mại mình làm thế nào để mình có thể can thiệp vào cái quá trình đấy, ý của em là thế. Cái câu hỏi của anh Thành thì em thấy nó không
cũng hơi khó hiểu nhỉ. Thực ra cái dự án này ấy, thì ở trong cái lab của em ấy thì cái khởi động vào năm 2016 thì đấy là cái dự án mà zero emission, thì lắp được một số công ty chẳng hạn như Nissan hoặc là Mitsubishi cho mượn cái xe này trong 5 năm 6 năm ấy để nghiên cứu. Không rõ tại sao lại hỏi câu đấy, nhưng mà thường là cái việc anh Hiếu ạ, bởi vì đây là một cái xe thương mại, có nghĩa là cái việc mà can thiệp vào các thông tin và cũng như là điều khiển nội bộ bên trong cái xe ấy, thì liệu là mình có thể can thiệp đến mức như thế nào? Ok. Thực ra cái phần mà can thiệp đến mức như thế nào ấy thì cái câu hỏi của anh bây giờ thì nó rõ rõ hơn rồi. Thực ra là cái EV mà khi bọn em mà được cho mượn ấy thì cái phần battery của nó được đỡ thành commercial product rồi. Thì như vậy là cái việc mà chúng ta làm ấy, đó chính là cái gì, là chúng ta sử dụng các cái protocol, các cái dây kết nối để chúng ta kết nối cái EV đấy, kết nối EV đấy với lại cái phần thí nghiệm ở trong lab để thực hiện các cái chức năng điều khiển. Thì như vậy là nôm na mà nói chúng ta rằng là gì nhỉ, các cái đặc tính chức năng bên trong của EV là hoàn toàn fix rồi, nhưng mà cái phần điều khiển thì là do bên lab quyết định là chúng ta điều khiển như nào và điều khiển ra sao, và sau đấy là chúng ta sẽ confirm rằng là với cái EV mà chế tạo bởi Nissan hoặc là Mitsubishi như vậy và cái xe thương mại như này thì các cái EV, các cái battery ở trong EV đấy nó có đáp ứng được không và nó đáp ứng đến mức độ nào. Đấy, thì đấy là câu trả lời của em, thì không biết là có rõ không ạ. Muốn hỏi Hiếu ở cái chỗ này, bởi vì bản chất là mình cũng có một cái xe và bây giờ cái việc mà kết can thiệp vào những cái thông tin ở trong xe nó vô cùng khó. Bởi vì nếu ra chỉ đơn giản là mình rút một cái rắc thôi. Một cái giác điện ở trong xe thôi là cái công tắc tơ chính của cái AQ nó không đóng vào được, cho nên là mình cũng không thể nào lấy điện từ trong đấy ra được. Đó. Thế cho nên là cái việc mà mình cũng chưa hiểu là bên lab của Hiếu là làm thế nào để có thể vượt qua được những cái security của trong chính cái xe. Thế thì đấy là nó phụ thuộc vào cái mức độ mà gì nhỉ, support của cái hãng xe đấy đối với anh, cho bên em ấy. Thì họ support đến cái việc mà mình chỉ dùng cái design protocol của nó, tức là cái cable cha demo cổng đấy và kết nối battery, sau đấy là freely test các cái controller thôi, chứ còn các cái function mà detail mà liên quan việc đóng ngắt rồi cung cấp điện hay là allow hay không thì họ open cái đấy hết, tức là bọn em chỉ cần ok. Mình hiểu rồi, có nghĩa là bên Hiếu với cả bên kia chắc là cũng có một cái ký kết hợp tác hay là họ hỗ trợ mình. Thế rồi, cảm ơn Hiếu. May mắn là như vậy. Thì cảm ơn phần trao đổi của Hiếu và Thành. Mình xin phép đi đến câu hỏi kế tiếp nhé. Thì giáo sư tiến sĩ Tài Công Minh, một người thầy mà mọi người ở đây có lẽ đều biết, có một câu hỏi cho bạn Hiếu như thế này. Rất tiếc là thầy đã phải out vì đã khuya rồi. Mình cứ xin nhắc lại câu hỏi ở đây để Hiếu trao đổi. Thầy Minh hỏi một câu là: thông thường khi kết nối EV với lưới thì có bộ bidirectional converter để đồng bộ các pha tần số và điện áp. Như vậy thì cái VSG system có thể coi là một cái trạm công suất lớn với một thuật toán điều khiển hơi khác. Có thể hiểu như thế có được không? Anh Ngọc nhắc lại câu hỏi cho em được không? Thầy hỏi là khi EV kết nối với lưới thì qua cái bộ bidirectional converter thì để có thể đồng bộ được các pha tần số và điện áp. Vậy thì khi quy chiếu vào cái khái niệm VSG system ấy thì có thể coi cái VSG system là một cái trạm công suất lớn với một thuật toán điều khiển hơi khác có được không? Với thuật toán điều khiển hơi khác à? Tức là như thế này này, tức là bây giờ các chuyên gia đang làm việc ở phía điện tử công suất ấy, thì họ có một cái quan niệm về bộ inverter rồi. Bây giờ bảo là phải đi tìm hiểu về VSG các kiểu thì khá là phức tạp, cho nên là họ muốn nhìn cái VSG dưới góc độ của một của từ chuyên môn của phía bên đấy, cho nên thầy mới đặt hỏi như thế này. Thầy hỏi rằng là thực ra là nó có phải vấn đề ở chỗ thuật toán hay không, ý thầy hỏi là như thế. Đấy. Vấn đề nó rõ hơn rồi. Cái câu trả lời của em thì cái vấn đề của nó là chính là ở cái chỗ thuật toán và cấu trúc điều khiển. Thuật toán và cấu trúc điều khiển, chẳng hạn như chúng ta nhìn thế này, hai cái cấu trúc điển hình của cái inverter mà có lẽ mọi người vẫn hay dùng ở dưới dạng mà chúng ta vẫn nói là grid following inverter ấy, tức là nó chỉ tức là ví dụ như lưới điện đòi hỏi bao nhiêu công suất thì nó cấp bấy nhiêu, chẳng hạn như thế. Và cái loại mới là chúng ta có grid following inverter controller, thì cái điểm mấu chốt của nó nằm ở cấu trúc điều khiển
và nằm ở cái tín hiệu điều khiển, nằm cái tín hiệu điều khiển. Thì như như nãy nói đấy, chúng ta muốn sử dụng cái VSG này thì chúng ta làm thế nào để điều khiển inverter để cho nó dưới dạng một cái nguồn điều khiển điện áp, nguồn điều khiển điện áp. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là ở cái loại cũ thì sau khi nhận được cái giá trị yêu cầu từ lưới điện, chẳng hạn như cái PQ command này thông qua cái PI controller, thì chúng ta ra được cái giá trị command value cho cái dòng điện, và cái bộ điều khiển dòng điện này nó sẽ sử dụng để điều chỉnh, hay là để ra lệnh, hay là drive, gọi là drive đấy, nhiều khi không biết nói tiếng Việt như nào nữa, gọi là drive cho cái PWM này. Thì như vậy là vì cái cấu trúc này cho nên là cái with following inverter này nó chỉ bám được lưới thôi. Tức là lưới yêu cầu công suất là bao nhiêu chẳng hạn thế thì nó cấp bấy nhiêu và nó điều khiển dòng điện. Cho nên chúng ta có cái gọi cái nguồn này, cái inverter kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật điều khiển nguồn dòng hay là nguồn dòng điện. Nhưng mà ngược lại cái VSG với cái mới này with following inverter thì chúng ta mặc dù chúng ta vẫn có cái phần input nó giống như thế này. Nhưng mà thay vì là command bằng voltage mà chúng ta lại command bằng current. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta yêu cầu là chúng ta làm sao chúng ta nhận diện hay chúng ta bắt trước được cái hoạt động của cái máy phát điện đồng bộ. Thì chúng ta bắt trước cái máy phát điện đồng bộ thì một cái điều kiện bắt trước đó chính là gì nhỉ? Có hai điều kiện chính. Một là cái swing equation. Và cái thứ hai là cái voltage source. Thì để mà bắt trước là cái voltage source đấy thì chúng ta phải chạy inverter này dưới dạng là nguồn điện áp. Tức là như vậy chúng ta sẽ có cái command value cho cái PWM này, nó là cái voltage và frequency như thế này, thay vì là current và phase angle, voltage và phase angle, đây chúng ta bỏ quên phase angle, tức là thay vì là current magnitude và phase angle, chúng ta điều khiển voltage, magnitude và phase angle. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nó là cái gì? Cái VSG này nó cung cấp một cái sự hoạt động hoàn toàn độc lập của cái hệ thống inverter này đối với lưới điện, bởi vì là như ta nói đấy, nó chạy được giống như một cái single generator, mà chúng ta biết rằng là single generator, một cái đơn giản đó chính là cái diesel generator. Diesel generator hoàn toàn có thể khởi động và chạy với một cái tải thôi, như là một máy phát một tải chạy ok. Thì cái đấy có thể nhận dạng được trong grid following inverter hay không? Điều này là hoàn toàn không. Câu trả lời gì tại sao? Chúng ta có thể nhìn vào cái bộ điều khiển của nó. Trong cái bộ điều khiển của grid following inverter ấy thì tất cả những cái thông số mà cần thiết, chẳng hạn như là P command, tất nhiên cái này thì được given by lưới điện rồi. Nhưng mà cái key nữa là gì? Là cái phase angle này, Vì cái này nó hoạt động ở cái phase domain, cho nên là cái theta này rất là quan trọng. Và cái theta này nó giúp chuyển đổi các cái tín hiệu điều khiển đây từ cái dưới dạng là time variance thành cái dạng là phase domain. Như vậy để mà có thể điều khiển như vậy thì chúng ta hoàn toàn cần cái thông tin từ cái theta này. Và cái theta này làm sao nó có? Cái theta này nó có bởi vì nó chiết xuất cái thông tin từ cái điện áp. Từ cái điện áp ở đây. Thì như vậy nếu mà chúng ta có thể tưởng tượng đơn giản là gì, nếu mà chúng ta có một cái inverter này, nó nối một cái tải, thì điều gì sẽ xảy ra? Điều xảy ra rất là dễ hiểu là gì? Cái điện áp của cái điểm kết nối giữa inverter này và cái tải ấy, nó chưa chắc là cái điện áp tốt. Điện áp tốt là như nào? Là chúng ta có cái tần số 50Hz. Nó có tần số 50Hz, và trong trường hợp đấy thì tần số nó không phải là 50Hz nữa, và cái theta này rất là sai. Thì như vậy cái inverter này nó chỉ hoạt động được khi mà nó có một cái thiết bị khác tạo cho nó cái điện áp VABC này đủ tốt thôi với cái tần số là chuẩn xác 50Hz. Nếu mà không có thiết bị khác, chẳng hạn như single generator tạo cái điện áp với tần số 50Hz thì with following inverter fail, hoàn toàn là không hoạt động được nếu chỉ có with following inverter và một cái tải. Nhưng trong trường hợp mà with following inverter, cái hình này nó không rõ. Chúng ta sang cái hình tiếp theo. Trong trường hợp một grid forming inverter, chúng ta có thể nhìn thấy cái hình này đây. Đây là cấu trúc điều khiển của cái VSG hay cái grid forming inverter. Nó bao gồm 3 vòng lập. 3 vòng lập là vòng điều khiển công suất, điện áp và dòng điện. Thì chúng ta có lẽ không cần nhắc đến nó nữa, mà chúng ta cần nhắc đến cái gọi là cái key ở đây. Thì như cái hình trước ấy, chúng ta nói rằng là gì, nếu mà không có cái gì tốt để tạo cái điểm tựa, hay là tạo cái điểm mà nó, điểm mà cái inverter nó nhìn vào để mà nó lấy cái thông tin từ theta này cho cái việc mà nó điều khiển ấy, thì nó fail trong cái việc điều khiển. Nhưng mà cái loại thế hệ inverter mới với cái VSG này ấy, thì nó tự tạo ra theta cho nó. Đấy, chúng ta nhìn thấy rằng ở đây chúng ta nhìn thấy rất là đơn giản ở cái vòng lập power control loop này thôi. Chúng ta có cái sự khác biệt về công suất giữa công suất yêu cầu và công suất được điều khiển thông qua một cái drop gain, và chúng ta có một cái gọi là cái feed forward frequency.
Thì chúng ta nhìn thấy cái frequency này nó là 50Hz chuẩn luôn, 50Hz hoặc là 60Hz nếu chúng ta cần điều chỉnh 60Hz. Thì nhìn chung mà nói, quay lại chúng ta nói rất là đơn giản như này là cái width following inverter không thể tạo ra được cái thông tin về theta để mà hoạt động nếu mà nó không có một cái điểm tựa, không có một điểm tựa giống như kiểu một cái single generator hay một cái main grid. Nhưng mà width following inverter hoàn toàn có thể hoạt động độc lập bởi vì nó tự tạo ra cái theta cho nó, và khi mà nó tự tạo ra theta cho nó thì cái theta này nó được transfer đến tất cả các cái controller, for example here là chúng ta có cái biến đổi ABC to DQ hoặc cả cái theta này được transfer to PWM control. So điều có nghĩa là gì nhỉ? Cái width forming inverter này hoàn toàn có thể hoạt động được độc lập, và đấy là lý do mà nó được dùng để khởi động cái microgrid như một trong những cái potential application đấy, như đã nói đấy. Thì như vậy câu trả lời của nó sẽ nằm trong các cái cấu trúc và vòng điều khiển của cái inverter. Xin cảm ơn Hiếu. Thì ở câu trả lời này thì chắc mình sẽ nhờ ban tổ chức gửi cho Hiếu email của thầy Minh để Hiếu có thể trao đổi với thầy được không? Trao đổi thêm với thầy, vì thầy hiện giờ đang không nghe được người hỏi, không nghe được trực tiếp câu trả lời. Dù là câu trả lời Hiếu thì rất là bổ ích cho tất cả những người còn lại. Vì nhấn mạnh lại đây, chúng ta có thay vì là điều khiển dòng điện, chúng ta điều khiển điện áp và nó có thể tự tạo ra điện áp cho chính nó. Như thế này theo cái vòng lặp phía dưới của cái phần power control loop này. Thì như vậy là gì? Có hai phần yêu cầu là điện áp và thông tin về góc pha là nó tự tạo ra cho nó và nó có thể hoạt động được hoàn toàn được rồi. Đấy, em xin bổ sung như vậy. Cảm ơn Hiếu. Mình cũng xin có một comment nhỏ là nãy giờ trong phần trả lời của Hiếu thì Hiếu khá tập trung vào phần kỹ thuật điều khiển. Thế còn cái độ khả dụng, tức là VHC hoạt động với tư cách là một máy phát điện, nghĩa là nó phải luôn luôn đủ nhiên liệu để có thể phát công suất theo yêu cầu của hệ thống hoặc là theo cái hợp đồng đã ký. Thế thì cái vấn đề nhiên liệu ở đây có thể được hiểu tương đương với vấn đề độ khả dụng của các EV đến sạc tại các trạm sạc. Thì vấn đề đấy nãy giờ chưa thấy mọi người đề cập nhiều. Nhưng mà mình không có ý định trao đổi vấn đề đấy đâu. Đây, mình chỉ nhắc là vấn đề đấy chúng ta nãy giờ chưa trao đổi nhiều thôi. Mình xin phép đi qua cái câu hỏi kế tiếp nhé, để tiết kiệm thời gian. Xin hỏi là anh Nguyễn Đức Huy Long có đây không ạ? Anh Huy Long xin được tương tác trực tiếp với diễn giả. Dạ vâng, xin chào mọi người ạ. Xin lỗi là mình cho con học bằng Zoom nên là để dùng tên con. Tên mình là Nguyễn Đức Huy ạ. Anh Huy, xin lỗi anh Huy. Mời anh ạ. Vâng, thì có một cái nó cũng hơi bị xa chủ đề quá rồi, liên quan đến trả lời câu hỏi của Bảo Huy. Thì mình xin comment rất là nhanh thôi. Tại sao ở trong lưới hệ thống điện thì giữ tần số chặt như vậy? Thì xin trả lời thêm, góp ý thêm với cái phần trả lời của Hiếu, với cả một bạn nữa trả lời cũng chính xác rất là ở dưới. Thế thì thực ra mà nói, nếu mà chúng ta sử dụng máy phát diesel ấy, tần số xuống 45Hz không thành vấn đề. Nhưng mà trong hệ thống điện thì rất nhiều công nghệ khác nhau, và có một số công nghệ thì nó khá là ngặt nghèo về tần số, trong đó có nhà máy nhiệt điện có liên quan đến các cái tầng cánh ấy. Thì khi mà hạ cái tần số quay của cái tầng cánh đi xuống thì nó cũng gây ra những vấn đề của cái phần cơ, và một trong những vấn đề đấy là cộng hưởng. Nếu mà trôi quá thì nó trôi được cộng hưởng, nó có thể nó gây ra nguy cơ cộng hưởng tăng hơn. Và một cái yếu tố thứ hai là về quá từ thông, tức là nếu mà chúng ta để tần số nó trôi thấp, thực ra tần số cao thì không sao, nhưng tần số thấp thì trôi thấp thì chúng ta sẽ bị quá từ thông, tại vì các cái mạch từ của hệ thống điện thì được thiết kế để vận hành ở 90-95% cái định mức, chỉ cần trôi tần số xuống một cái thôi là cái từ thông nó sẽ chạy lên và gây ra bão hòa. Thế thì những người làm điện truyền thống như bọn mình ấy, thì thường là giải quyết hai bài toán tần số và điện áp là riêng biệt. Thế còn những người làm điện từ công suất thì thường là giải hai bài toán cùng một lúc, nhưng mà trong hệ thống điện thì hai bài toán đấy giải riêng. Nhưng mà khi bị quá từ thông thì phải giảm áp rồi phải xử lý rất nhiều thứ, thì ra nó sẽ cái chiến lược điều khiển chung nó sẽ bị rối. Do vậy thì trong hệ thống điện thì cũng như là bạn Huỳnh Ngọc đã bổ sung thêm ấy, thì người ta chặn rất là chặt, đúng không? Thông thường là từ 49 người ta đã phải cắt tải thôi để cho nó kéo lên rồi, và đến 47.5 là người ta cho phép máy phát là tắt. Thì đấy là một comment rất nhanh, tất nhiên nó hơi xa cái comment rồi, mình không bình luận thêm nhiều nữa. Ở đây thì mình có một cái câu hỏi cho Hiếu là như thế này, cũng liên quan đến tần số. Thì cái grid forming inverter là một khái niệm nó rất là hay, tức là máy phát sử dụng inverter, tuy nhiên nó không dùng PLL mà nó chạy theo một cái tần số mà nó tự tạo và nó ép cả lưới theo nó.
Thế nhưng mà khác với lưới truyền thống thì lưới truyền thống nó có một cái rất hay là cái quán tính nó sẽ giữ cho cái tần số không đổi. Nhưng mà grid forming inverter như thế với cái chiếc lưới điều khiển đấy thì vô hình chung tạo ra một cái lưới điện có quán tính vô cùng lớn, tại vì là anh chạy với tham chiếu 50Hz không thay đổi. Thế thì nếu mà anh giữ một cái lưới với tần số không đổi giữ cứng như vậy thì cái tương đương với một cái lưới là quán tính rất lớn, và cái gánh nặng đối với cái hệ thống điều khiển là mình nghĩ là cực kỳ cao. Thì cho nên là ở đây thì nó phải có một cái chiến lược nào đó. Chứ còn nếu mà một cái máy mà cần giữ vai trò grid forming mà trong cái microgrid của chúng ta có động cơ thì mình thấy cái đó nó rất là khó khả thi. Mình không biết là các bạn thí nghiệm mô phỏng như nào, nhưng mà đối với cái cạnh thực tế mà nói thì mình thấy là nó khó khả thi. Ở trong lưới thực tế thì máy phát đồng bộ khi mà thiếu năng lượng một tí thì tất cả các máy nó quay chậm lại, là nó tạo ra cơ chế bảo vệ tự nhiên. Nhưng mà grid forming inverter thì đến thời điểm này thì cái nguyên lý điều khiển nó vẫn là giữ một cái tần số không đổi. Thì cái đó nó là một cái mình nghĩ nó là hạn chế. Thì không biết là mình xin, trước hết là câu hỏi đầu tiên là xin phép Hiếu comment về cái chỗ đấy một chút. Vâng, rất cảm ơn câu hỏi của anh. Thực ra là do cái thời gian có hạn nên là một số cái thông tin là em vẫn phải bỏ qua. Nhưng mà em xin quay phép quay lại giải thích thêm cho nó kỹ hơn. Tức là gì, như là nói đấy, thì cái grid forming nó chính là một cái kỹ thuật để mà nó mimic, tức là nó bắt chiếc cái việc hoạt động của cái máy phát điện đồng bộ, cái loại truyền thống ấy. Như vậy là khi mà nó bắt chiếc ấy, thì nó bắt chiếc không chỉ những là cái đặc tính về hoạt động, tức là khi mà anh mất cân bằng anh phản ứng ra sao, tức là tăng lên hay giảm đi, tùy thuộc vào cái mức độ tùy thuộc vào cùng tần số giảm lên tăng lên hay giảm đi, tức là mất cân bằng đấy. Và cái bắt chiếc thứ hai nữa là bắt chiếc về virtual, tức là cái moment of inertia, không biết là việc thứ hai nói như nào nhỉ. Tức là chúng ta có cái moment, cái moment quán tính như anh vừa nhắc ấy, ở trong cái máy truyền thống, đúng không, máy truyền thống, mà cái moment này ấy, thì nó hoàn toàn có thể được nhắc đến, được tái hiện ở trong cái loại điều khiển mới này. Và nhưng mà trong trường hợp, tất nhiên là trong trường hợp này chúng ta không có cái governor, chúng ta không có turbine, cho nên là chúng ta không thể có cái loại gọi là gì nhỉ, moment quán tính được. Nhưng mà chúng ta bằng cách là gì nhỉ, bằng cách là bắt chước cái máy phát điện đồng bộ, cho nên là cái kỹ thuật điều khiển mới nó hoàn toàn có thể là có tạo ra một cái chúng ta gọi là cái moment ảo. Thì cái moment ảo đấy nó như thế nào, thì chúng ta có thể quay lại cái hình này. Quay lại hình này thì chúng ta xuất phát từ cái swing equation của generator này, là một cái mà mọi người biết rất là rõ, liên quan giữa cái Hiếu ơi, anh xin lỗi chút xíu, anh Huy là cũng là chuyên gia hệ thống điện, cho nên là Hiếu có thể trình bày vâng hệ thống ngôn ngữ cùng ngành cho anh Huy, cho mọi người, cho câu chuyện được. Tức là đại thể là chúng ta nếu mà chúng ta đây là cái quan hệ của cái công suất đầu ra của cái VSG hay cái grid forming inverter đấy, liên quan đến cái sự thay đổi của tần số và cái công suất mà nó set để cho nó hướng đấy, là nó mong muốn là phát ra công suất bằng như này, thì đối chiếu cái công suất cái công thức mà thể hiện công suất này và cái công thức của về cái swing equation của cái generator này, thì bằng cách là biến đổi của chúng về cùng một cái dạng, dùng một cái dạng khá là tương đương như cái hai công suất công thức ở đây, chúng ta thấy rằng là gì, so thì hoàn toàn chúng ta có thể thấy rằng là gì, trong cái thể loại gọi là VSG inverter thì chúng ta có một cái là KI ở đây là hoàn toàn có thể là tương đương equivalent đấy, tức là equal với lại cái inertia của cái máy phát điện truyền thống, thông qua cái công thức, thông qua cái so sánh đối chiếu hai công thức này. Thì như vậy là gì, thực tế là VSG cũng có inertia, cũng có quán tính, nhưng mà nó là quán tính ảo, và căn cứ vào quán tính ảo này người ta hoàn toàn có thể đánh giá được cái mức độ đóng góp của cái VSG system. Tất nhiên là chúng ta nhìn thấy đây, nếu mà chúng ta thay đổi cái giá trị PG này đi, PG không này đi chẳng hạn, hoặc là omega không, hoặc là S ở đây đi, chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là gì, cái đóng góp của VSG đối với việc điều khiển tần số hoàn toàn nó sẽ thay đổi theo đấy. Thì như vậy là lý do là chúng ta thay đổi giá trị mà moment quán tính ảo, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai em nhấn mạnh này, em muốn nhắc là gì nhỉ, ở đây chúng ta có cái vòng điều khiển về công suất này. Thế như vậy là trong cái điều kiện làm việc bình thường, nói ra rằng là chúng ta có một cái feed forward là 50Hz ở đây, tức là grid forming inverter nếu mà nó hoạt động bình thường, không có gì xảy ra, thì cái cân bằng giữa Prep và P đây đạt được, và hầu như là chúng ta hoạt động ở 50Hz. Tuy nhiên nếu mà khi mất cân bằng xảy ra thì tùy thuộc vào cái giá trị của MP này,
trong nhắc lại là em muốn nhắc lại là trong trường hợp mà cấu hình này nhá, thì tùy thuộc vào cái giá trị MP này và tùy thuộc vào cái mức độ năng lượng available ở phân kiến DC side này thì inverter nó sẽ cấp được bao nhiêu năng lượng. Thì tất nhiên là như vậy, thì vô chung chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta có MP thì nó khá là giống với cái mà chúng ta gọi là hoạt động của cái governor với lại cái governor gain. Thì tức là như vậy là gì, synchronous generator hoạt động như nào thì cái VSG hoạt động như thế, thì nó chỉ có thể tăng công suất được đến một cái mức độ nào đấy thôi, chứ nó hoàn toàn không có cái năng lực là cứ có cái disturbance nó xảy ra thì tần số nó phải quay về 50 Hz. Điều này không thể xảy ra được. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái hình của cái simulation result ở đây, em cấp ở đây, đây chúng ta nhìn thấy sau khi mà có disturbance xảy ra thì tùy thuộc vào cái năng lực của inverter và hoặc là tùy thuộc vào cái số lượng inverter, hoặc là ví dụ như này, ở đây chúng ta nhìn thấy cái đường pin curve đây là chúng ta có 3 inverter, còn các cái đường khác là chúng ta chỉ có 1 inverter thôi. Chúng ta thấy rằng là gì nhỉ, ở đây với cái giá trị loop gain của nó là khoảng 1%, tức là khả năng điều khiển tần số là khoảng 1% thôi. Với toàn bộ công suất thì chúng ta thấy rằng là sau khi mà có disturbance xảy ra ấy, thì tần số nó rơi xuống và nó stable ở khoảng 49.97 Hz, tức là nó không thể quay lại được cái 50 Hz đâu. Đấy. Còn tất nhiên là nếu mà Wheatforming Inverter hoàn toàn có thể, nếu mà chúng ta có đủ năng lượng phía DC side và chúng ta sử dụng thêm một cái vòng điều khiển auxiliary service nữa là secondary control, thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa tần số về 50 Hz được. Thì đấy là câu trả lời của em. Cho cái câu hỏi anh thì không biết là anh vâng, cảm ơn anh nhìn cái phương trình thì hiểu rồi, tức là nó không nó cái P của nó không đơn thuần là nó giữ tần số bằng không đổi mà nó có thêm hai cái thành phần kia, thì nhìn thấy câu hỏi đấy là hiểu rồi. Vâng. Nhìn phương trình là hiểu rồi. Vâng. Khi nào mà đồng bộ có lấy đồng bộ thôi. Khi nào mà Hiếu có một cái mô phỏng mà có vẽ cả điện áp DC thì có thể là chia sẻ cho mọi người xem là cái khả năng cái nó yêu cầu đến đâu đối với cả cái điện áp DC thay đổi trong quá trình đó. Yêu cầu đến đâu for DC à? Có cái đó thì có lẽ là để sau, bởi vì là thực ra mình muốn trao đổi thêm ở một cái khía cạnh khác nữa, tức là hiện nay thì về thị trường dịch vụ phụ trợ ấy, thì chúng ta không có thị trường quán tính, nhưng mà với những cái công nghệ mà nhanh như thế này ấy, thì theo mình hiểu thì nước Anh ấy, họ có một cái thị trường là thị trường điều tần sơ cấp, nó rơi vào cái phần primary ấy. Vâng. Thì điều tần sơ cấp từ battery lại rất là nhanh, bởi vì là công nghệ của họ cho phép làm như vậy. Và do vậy thì mặc dù nó là một cái phản ứng theo nguyên tắc sơ cấp, nghĩa là delta P bằng K nhân delta omega hoặc delta F, nhưng mà nó sẽ cải thiện quán tính. Đấy là mới comment thêm của mình. Cái đó thì nó có thể là cái ý tưởng để cho chúng ta nghiên cứu tiếp xem là ảnh hưởng của các cái battery hay cả xe điện vân vân nói chung đến cái tần số của lưới như thế nào. Mặc dù là nó có thể triết lý điều khiển là triết lý điều khiển theo độ trượt, nhưng mà nó lại đóng góp được vào quán tính, bởi vì là nó phản ứng dưới một giây theo như số liệu của anh. Vâng, vâng. Một cái comment cuối cùng và chung cho tất cả cái buổi hôm nay, thì vì mình vào hơi muộn, thì ở góc độ Việt Nam ấy, mình xin phép nói thay cái góc nhìn của phía điện lực ấy. Vâng. Thì thực ra ở Việt Nam mình câu chuyện là khi mà muốn tìm hiểu một cái gì đó thì nó đều có thực tế xảy ra là công nghệ có rồi, giờ có dùng công nghệ đấy hay không thôi, tức là giải pháp là có. Cho nên là cái bài toán của cái người điện lực người ta nhìn ấy, thì chủ yếu nó liên quan đến cái bài toán cân bằng công suất và cân bằng năng lượng. Ví dụ như là trong một thời gian sắp tới, quy hoạch một cái lưới điện thì sẽ cần bao nhiêu công suất bổ sung cho cái xe điện. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là độ thị phụ tải của cái trạm sạc này nó như thế nào. Đấy, thế thì hai cái câu hỏi đấy là mình không biết là trong cái cộng đồng nghiên cứu của anh em mình thì các bạn thì có ai là đã thử nghiên cứu trả lời các câu hỏi đấy chưa? Thì cái đấy nếu mà mọi người mà có nghiên cứu về chủ đề đấy thì có thể là đề xuất, đúng không? Mình với cả những cái đơn vị lực Việt Nam để thực hiện các nghiên cứu. Mình nghĩ là Việt Nam thì người ta sẽ quan tâm chủ đề đấy nhiều hơn là những cái nó chi tiết như thế này. Vâng. Cảm ơn anh Huy ạ. Thì thực cái quan tâm của điện lực thì lúc này bạn Hiếu lúc trả lời câu hỏi phía của bạn Thắng hay là bạn Huy thì cũng đã được gặp qua một lần. Bạn Khải lúc trả lời các câu hỏi liên quan thì cũng có nhắc đến cái mối quan tâm từ phía điện lực, cũng tương tự như anh vừa comment cho mọi người. Xin cảm ơn cái phần trao đổi rất là hữu ích của anh ạ. Anh Huy có còn ý kiến nào hay có góp ý nào khác thêm không? Tạm thời thì chưa. Rất cảm ơn mọi người. Các bài trình bày rất là hay. Vâng, cảm ơn anh Huy. Xin phép đến với một câu hỏi khác từ anh.
anh Phan Công Tiến, VC Solar. Anh Phan Công Tiến thực ra là lúc trước anh đã từng làm việc mười mấy năm cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung và có khá nhiều kinh nghiệm và có góc nhìn sâu sắc từ phía hệ thống điện. Thì câu hỏi của anh Tiến là nếu như Việt Nam có chính sách dùng EV thì ngành điện nói chung hoặc là đặc biệt các công ty điện lực phân phối phải có những thay đổi hay đầu tư gì để có thể phát triển EV tại Việt Nam? Mình nghĩ đây là một câu hỏi từ góc nhìn chính sách, góc nhìn tổng thể, và nó cũng có thể giúp mọi người từ đấy phát triển ra các cái nghiên cứu phù hợp hơn. Và tức là đây là cách để chúng ta có thể phát triển các nghiên cứu được tiếp cận từ góc nhìn tổng thể và chính sách, thay vì một góc nhìn khác là chúng ta đi từ phía kỹ thuật thuần túy. Xin mời anh Hiếu và mọi người trao đổi. Đối với việc mà áp dụng, em xin phép chia sẻ cái ý kiến của em, tức là đối với việc áp dụng làm thế nào để áp dụng V2GRID thì chúng ta phải vượt qua một số cái trở ngại, và những cái trở ngại đấy thì rất là cần thiết và rất quan trọng. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là gì, một trong những cái mọi người đã từng nói, tức là khi mà chúng ta dùng cái V2GRID này thì có nghĩa là chúng ta sử dụng xe điện thường xuyên trong cái chế độ là bi-directional charger, tức là charge and discharge rất là thường xuyên, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của pin. Thì như vậy là gì, về cái cạnh mà của cái EV owner, em là người không thích cái việc đấy. Thế nhưng là tại sao mà cái pin của tôi lại sử dụng theo một cái cách lãng phí như vậy? Thì cái câu trả lời là gì, làm thế nào để mà thuyết phục họ tham gia vào cái V2GRID khi mà battery của họ bị ảnh hưởng như thế? Thì như vậy là có rất là nhiều cách. Thì có một cách là chúng ta có thể là đưa ra những cái control algorithm để chúng ta optimal cái đấy. Nhưng mà tất nhiên là đấy là một câu chuyện là đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là gì, người tiêu dùng có lẽ là họ không hiểu và có lẽ họ không quan tâm nhiều lắm là làm thế nào ông điều khiển cái pin xe điện của tôi để cho nó hao mòn như thế. Mà họ có thể quan tâm gì, ông có thể, nếu mà có thể, ông có thể cấp cho tôi tiền để tôi bù lại cái phần hao tổn này được không, bằng cách là hỗ trợ tôi hoặc là thay thế cho tôi cái pin mới hoặc bằng cách nào đấy. Thì như vậy là chúng ta phải đưa ra một cái chính sách gì đấy để hỗ trợ động viên mọi người. Thứ nhất là dùng xe điện, thứ hai là dùng xe điện của họ trong cái việc mà cung cấp cái service như thế này đấy. Thì ngoài ra thì còn có một số những cái nữa để cho cái việc này nó trở nên hấp dẫn hơn, nó chính là cái có thể họ quan tâm. Có thể Việt Nam cũng chưa quan tâm nhiều lắm, nhưng mà các nước EV owner, các nước phát triển họ quan tâm là đến cái việc mà thế thông tin của tôi như nào. Thì có thể là smart meter dùng để mà thu thập thông tin dữ liệu thói quen người dùng, chẳng hạn như EV khi nào ông về nhà, ông ở nhà bao nhiêu lâu, và hiện trạng của xe trong trường trong một tuần, trong một tháng như thế nào đấy. Thì có thể là có những cái concern, những cái quan tâm về cái vấn đề là an ninh hoặc là bảo mật thông tin cá nhân gì đấy. Thì đấy là hai cái mà em nghĩ đến. Đấy, thì còn xin phép mọi người xin cảm ơn Hiếu. Anh Huy có bổ sung gì cho cái câu hỏi này của anh Tiến không ạ? Câu hỏi này thì thực ra cũng giống cái quan tâm của anh thôi. Thực ra anh cũng raise câu hỏi lên để mọi người cùng thảo luận. Vì thực ra là ở góc độ ngành điện ấy thì người ta quan tâm rất nhiều đến cái bài toán năng lượng từ xe. Mình có đọc ở đâu đó là nếu mà toàn bộ cái giao thông vận tải của một quốc gia mà chuyển sang điện thì cái sản lượng điện của quốc gia đấy tăng khoảng 50%, tức là từ 100 lên 150. Thì nó là một con số rất là lớn. Nhưng câu chuyện ở Việt Nam thì mình, cá nhân mình nghĩ nó sẽ, cái xe điện nó sẽ giống như điện mặt trời cách đây mấy năm. Tức là khi có một chính sách phù hợp được đưa ra và khi có một sự vận động mạnh mẽ từ khối tư nhân thì lúc đấy xe điện sẽ phát triển rất là nhanh, và khi đấy EVN sẽ là người chạy theo, Bộ Công Thương sẽ là người chạy theo để sẽ làm sao để đối phó với cả cái xe điện, cũng giống như là chúng ta đang đối phó với mặt trời áp mái. Thì cũng đấy là một thực tế Việt Nam, là chúng ta hay bị đi theo, đáng nhẽ chúng ta phải nhìn trước, chúng ta hay bị đi theo. Thì cách đây một vài tuần thì mình có được tham dự một cái buổi họp online giữa EVN với cả NREL. NREL họ làm cái này rất là bài bản, họ có một cái phương pháp luận để tính toán cái biểu đồ phụ tải của xe điện dựa trên tương quan với các chính sách về giá điện. Đấy, thế thì mình nghĩ đấy là những cái mà Việt Nam rất là cần quan tâm. Thì trước mắt thì để tiếp cận với điện lực thì mình nghĩ là những cái người mà làm nghiên cứu ấy, cần cung cấp cho họ những cái thông tin cơ bản về cái nhu cầu công suất của các cái trạm sạc
cũng như là cái đồ thị phụ tải của nó, tức là diễn biến của nó trong ngày như thế nào. Có thể là từ nghiên cứu nước ngoài cũng được, chưa cần phải là chúng ta tự làm, nhưng mà chúng ta tổng hợp từ những cái nước nguồn nước ngoài họ đánh giá như thế nào để có một cái nhìn ban đầu về cái nhu cầu từ xe điện. Em xin có một câu hỏi thêm là theo anh Huy thì cũng như theo bạn Hiếu thì từ vai trò của các nhà nghiên cứu đang ngồi ở đây thì chúng ta có thể đặt ra những cái bài toán nghiên cứu như thế nào để đóng góp cho câu chuyện phát triển chính sách và phát triển hệ thống điện ở Việt Nam trong câu chuyện tích hợp EV. Liên quan đến câu hỏi của anh ấy thì em nghĩ rằng là từ khía cạnh của cái nhà nghiên cứu thì có lẽ là giống như cái việc mà chúng ta đi học thôi, chẳng hạn như khi mà chúng ta làm nghiên cứu hay chúng ta đi học vậy, thì tất nhiên là nếu mà chúng ta có thời gian, chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ, chúng ta có thể học A học B, nhưng mà nếu chúng ta không có thời gian thì tùy thuộc vào cái điều kiện hoàn cảnh, cái topic mà chúng ta hướng tới chúng ta sẽ học những cái topic liên quan đến nó thì tương tự như vậy, thì cái câu trả lời của em nó chính là từ cái cạnh nghiên cứu thì dựa điều kiện cụ thể của nước ở Việt Nam, ông có phát triển EV đến cái mức độ nào, bao nhiêu cái xe điện được ra và khả năng các cái trạm sạc cung cấp được bao nhiêu năng lượng, thì dựa vào đấy và đồng thời dựa vào cái hiện trạng của hệ thống điện Việt Nam, chúng ta có thể thấy rằng là các cái bài toán nổi lên nó sẽ đi ra, thì từ đấy thì chúng ta đưa ra bài toán và chúng ta sẽ đối chiếu với các cái nghiên cứu mà đã được thực hiện tại các cái nước khác. Đấy là một cách rất là nhanh để chúng ta đưa ra các cái solution. Tất nhiên là khi mà chúng ta nhìn các nước khác thì chúng ta có thể là kiểm định lại một lần nữa bằng cách là chúng ta tái hiện lại cái chẳng hạn như là cái lưới điện hoặc là hiện trạng điện của Việt Nam ở trong những cái mô hình mô phỏng, để chúng ta đánh giá được lần nữa có chính xác hay không những cái solution, những cái giải pháp mà các cái nhà nghiên cứu và các cái nhà vận hành ở nước ngoài người ta đang áp dụng. Thì như vậy đó chính là một cách rất là nhanh, vừa tiết kiệm thời gian vừa nhanh để chúng ta có thể đưa ra những cái chính sách và đưa ra những cái hướng phát triển tốt. Tất nhiên là đấy, tức là tóm lại là phải điều kiện của anh là như thế nào thì anh sẽ xuất phát ở những vấn đề như thế. Đấy là ý kiến của em. Cảm ơn Hiếu. Mình cũng đồng ý ý kiến của Hiếu. Thực ra ở góc độ nghiên cứu mình không nhìn được những cái vấn đề vĩ mô. Ví dụ như là bây giờ nếu mà nói đơn cử, ví dụ giá xăng mà rẻ một cái thì toàn bộ câu chuyện xe điện này nó sẽ bị mờ nhạt đi ngay. Hay là một cái chính sách về thuế của nhà nước nó thay đổi một cái thì câu chuyện xe điện nó cũng sẽ khác ngay. Cho nên chúng ta ở góc độ người nghiên cứu thì chúng ta chỉ đưa được ra cái mô hình tính toán thôi. Tức là với cái chính sách này thì chúng ta tính toán ra được là cái xe điện nó sẽ ở mức này và chúng ta cần xử lý nó như thế nào. Đấy. Thế còn về mặt năng lượng thì chúng ta có con số đó. Tức là hiện nay ở về năng lượng khi làm quy hoạch năng lượng tổng thể quốc gia thì họ có con số về năng lượng của cái phần vận tải. Nhưng mà chỉ có cái là cái chuyển bao nhiêu phần trăm từ đấy chuyển sang điện thì nó là câu hỏi mà thực ra nhà nước cũng phải trả lời là do chính sách nữa. Mình ở góc độ nghiên cứu mà lại là điện nữa thì mình nghĩ là cái mình đóng góp được thì cũng như Hiếu nói đấy, là liên quan đến các phương pháp luận và công cụ. Mình có rất là đầy đủ để khi mà chúng ta nghiên cứu một cái chính sách nào đấy thì chúng ta có sẵn sàng có công cụ để ra được những con số cụ thể. Cảm ơn anh Huy ạ. Thế thì từ cái chỗ trả lời của anh Huy và của Hiếu thì em có thể hình dung là chúng ta cần thêm cái sự kết nối từ phía chính sách xuống đến kỹ thuật, hay là chiếu vào cái cộng đồng của chúng ta thì chúng ta đang thiếu khuyết các nhà nghiên cứu chính sách kỹ thuật, đúng không ạ? Đấy là một khía cạnh mà em nghĩ cũng cần quan tâm. Hiện giờ là câu chuyện kỹ thuật thì tức là số lượng người làm nghiên cứu kỹ thuật này hay là câu chuyện kỹ thuật thì đang được rất là trình bày rất là rõ ràng. Thế nhưng mà ứng xử với tình huống này như thế nào, các chính sách cần được quy hoạch ra sao thì chúng ta lại không có nhiều thông tin lắm, hoặc là chúng ta không có nhiều định hướng lắm. Thì một cách vỏ đoán thì em cũng nghĩ rằng là trong cái đội ngũ làm nghiên cứu ở Việt Nam, đội ngũ nghiên cứu tự do không phải là từ phía nhà nước, thì đang thiếu khuyết khá nhiều thành phần làm nghiên cứu về chính sách cũng như chính sách kỹ thuật đối với những câu chuyện như thế này. Và thực ra thì mọi người cũng có thể chuyển hướng một phần hoặc là kết hợp với nhau, giới chuyên môn sâu có thể kết hợp với các nhà nghiên cứu về chính sách hoặc là các nhà nghiên cứu chính sách kỹ thuật để có thể giải quyết những bài toán này trước hoặc là dự báo cho câu chuyện.
Vâng, em xin phép là về cái câu vấn đề mà anh Ngọc đang quan tâm ấy, thì có lẽ là ta sẽ dành cho một buổi khác, vì là buổi hôm nay thì chúng ta sẽ focus vào cái chạm sạc và cái ảnh hưởng của nó đến hệ thống, cho nên là các vấn đề về chính sách thì có lẽ là chúng ta sẽ bàn sau. Thì do thời gian cũng đã hết rồi, cho nên là cũng rất cảm ơn là hai diễn giả đã dành thời gian tham gia và ngồi dậy bây giờ, cũng như là 35 người đang còn trong cái buổi meeting của ta. Và cũng trân trọng cảm ơn các cái sự hỗ trợ của ban kỹ thuật của VPEC và các cái nhà tài trợ đã tham gia, đặc biệt là Infineon và công ty Quantel Việt Nam. Nếu như mà không ai có ý kiến gì thêm ấy, thì anh Ngọc có ý kiến gì thêm không ạ? Thì chúng ta có thể kết thúc cái buổi webinar ngày hôm nay. Cảm ơn Định, anh không có ý kiến gì thêm nữa. Vâng, thì cảm ơn anh Hiếu, cảm ơn Khải dành thời gian tham gia. Và hy vọng chúng ta lại ngồi với nhau tiếp tục ở cái webinar tháng sau, vào tháng 8.